Chương 1, Võ Hồng Điện bên trong Mỹ Nhân Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Quy nghiêm bên trong cung điện Chúng binh canh gác Phản phất là có cái gì không phải chuyện tình phát sinh Lệnh tất cả mọi người vẽ mặt Cũng đều là vẫn duy trì cảnh giác Một chỗ hành cung Nhìn nằm ở trên giường thanh niên Một vị thân mang quần đỏ xinh đẹp nữ nhân Đang nhíu mày chờ đợi Đến từ y sư trị liệu kết quả ở hồng y váy gói hàng bên dưới. Nàng cái kia đầy đặn linh lung thân thể. Như ẩn như hiện, cực kỳ treo người. Tuy rằng lấy nàng thân phận để rất nhiều người cảm thấy hít khói. Nhưng chỉ cần là nàng xuất hiện địa phương. Thường thường cũng đều sẽ trở thành mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Mà nàng, cũng chính là hiện nay võ hồn điện cao nhất kẻ thống trị thiên tầm tật ái đồ, bị bỉ đông. Cho tới cái kia nằm ở trên giường thiếu niên nhưng là cùng bị bỉ đông chơi đùa từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã liễu bắc liễu bắc xuất thân danh môn vọng tộc bởi gia tộc một ít đặc thù nguyên nhân bị thiên tầm tật thu làm đệ tử mà hắn cũng là thiên tầm tật trên đời duy nhất nam đệ tử hô tôn quý bị bỉ đông tiểu thư đã kiểm tra qua liễu bắc thiếu gia chẳng qua là nhận lấy chút nội thương mà thôi còn chưa đủ đến nỗi mình nội thương mà thôi không đủ để trí mạng nghe đến đó bỉ bỉ đông trên mặt rốt cục xuất hiện miệng cười ở sai người đưa đi y sư lại dùng khăn tay cẩn thận từng ly từng tí một lau chùi liễu bắt mồ hôi lạnh trên trán lúc này mới bước êm dịu trắng nõn chân dài lẳng lặng rời đi dặn dò những thị vệ kiên nghiêm ngặt canh gác lúc này mới yên lòng lại chuẩn bị tìm kiếm thiên tầm tật nói một chút nương theo lấy giày nặng cửa lớn đóng lẳng lặng nằm ở trên giường liễu bắc. Nhưng là bỗng nhiên bị một đạo không biết tên Bạch Quang. Trong nháy mắt bắn vào. Oanh. Bạch Quang thiêu đốt hỏa diễm, cực kỳ nhanh tốc độ liền đem liễu bắc thiêu đốt thành than tro, cùng này không khí hòa làm một thể. Có điều làm người cảm thấy kinh ngạc nhưng là đây rõ ràng có hỏa diễm. Không chỉ có không có đem giường thiêu đốt. Trái lại còn không có một tia mùi thuốc lá ngay ở như đại gian phòng nằm ở thời điểm mê man. Ngay sau đó cái kia liễu bắt nằm trôi qua giường. Nhưng là lại dần dần xuất hiện một đoàn bạch quan. Này một đoàn bạch quan dần dần huyển hóa thành hình người. Ở gian phòng một mặt kinh ngạc nhìn kỹ. Cái kia vốn nên biến mất liễu bắc, Nhưng lại như là cùng biến mất không còn tâm hơi lại đột nhiên xuất hiện giống như nằm ở nơi đó. Không biết qua bao lâu, làm bỉ bỉ đông lại trở lại nơi này thời điểm đã là chạng vạn. Bất quá bây giờ nàng, nhưng là che lại một tầng khăn che mặt. Nước mắt lưng trồng nàng có vẻ hơi điềm đạm đáng yêu. Đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa liễu bắt gò má, chảy xuống không hăng hái nước mắt. Xin lỗi tiểu bắt. Sư tỷ không có tác dụng. Lão sư hắn là một tên 95 cấp phong hào đấu la, quang một cái tác đánh tới, ta liền không hề một tia chống lại này có chút biểu lộ chân tình câu nói cứ như vậy lẳng lặng mà truyền vào Liễu Bắc trong tai. Ngay ở Bỉ Bỉ Đông cho rằng Liễu Bắc sẽ không nghe thấy thời điểm. Tên kia nằm ở trên giường. Có dung nhan tuyệt thế thanh niên. Rốt cục mở giống như tinh thần giống như con ngươi. Con ngươi màu xanh lam nghi hoặc nhìn trần nhà. Mãi đến tận Bỉ Bỉ Đông một mặt ngạc nhiên nhìn chầm chầm Liễu Bắc. Liễu Bắc mới từ nghi hoặc bên trong dần dần phản ứng lại theo lượng lớn không thuộc về trí nhớ của hắn xung kích đầu óc. Liễu Bắc Cũng rốt cục triệt để rõ ràng. Nguyên lai like mình là xuyên qua đến đấu la đại lục thế giới bên trong. Ngay cả trước mắt có tăng mạnh vóc người nữ nhân xinh đẹp. Thì lại chính là lệnh võ hồng điện rất nhiều năm nhân hồn khiên mộng nhiễu nữ nhân, bị bỉ đông. Tuy rằng không rõ ràng bị bỉ đông vì sao lại ở đây. Nhưng là từ trong trí nhớ, liễu bắt hắn cũng rõ ràng hiểu rõ. Nguyên lai, hiện nay hắn chính là cùng trước mắt bị Bỉ Đông chơi đùa từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã Tiểu Bắc bị Bỉ Đông tâm tình kích động, trong nháy mắt ông Liễu Bắc đem Liễu Bắc chăm chú ông vào trong lòng ngực của mình. Bởi Liễu Bắc vẫn là nằm, vì lẽ đó tại đây đột nhiên xuất hiện đích tình huống dưới hắn nhất thời cảm thấy bỗng nhiên hô hấp thiếu dưỡng, hay là bởi vì bị Bỉ Đông tâm tình quá mức kích động ở liễu bắc phen này động tác dưới. Nàng vẫn đúng là không có cảm giác gì đến một tia dị dạng. Dù sao, đối với bỉ bỉ đông mà nói, ngoài trừ vậy trước kia bị hắn coi là phụ thân thiên tầm tật bên ngoài, cũng chỉ có hắn liễu bắc. Mới phải nàng bị bỉ đông về mặt tâm linh ký thác cùng một cách Sư tỷ, Cảm ơn ngươi có thể đến xem ta. Vô cùng thỏa mãn liễu bắt mặt không đỏ, tầm không nhảy cảm kích. Kết quả cái nào nào ngờ, bị bỉ đông nhưng là có chút oán khí ngồi ở một bên, nơi nào còn có phía trước đối với liễu bắt coi trọng dáng vẻ. Ngay ở liễu bắt coi chính mình này điểm mờ ám bị bỉ bỉ đông phát giác thời điểm. Bỉ bỉ đông mới phải khẽ mở môi, chăm chú mở miệng. Tiểu bắt, ta và ngươi phân biệt đều là 87 cấp đến 89 cấp hồn đấu la, không bằng chúng ta phản lão sư chứ. A à chuyện này. Nhìn bỉ bỉ đông cái kia thật lòng ánh mắt, liễu bắt là muốn quá đáp ứng. Thế nhưng nghĩ đến thiên tầm tật nếu là 95 cấp phong hào đấu la, liền khó tránh khỏi có chút lúng túng. Tuy rằng hơn 80 cấp ở hơn 90 cấp trong lúc đó nhìn không có khác nhau lớn bao nhiêu. Thế nhưng thật sự muốn đánh lên, cái kia phong hào đấu la đánh tới hồn đấu la đến, cũng tuyệt đối dường như đại nhân từ nhỏ hài như vậy thẳng thắn Không có được liễu bắt lập tức trở về phục. Bỉ bỉ đông cái kia ánh mắt mong đợi, cũng là dần dần trở nên thất vọng. Đứng dậy chuẩn bị rời đi, ngay ở bỉ bỉ đông chuẩn bị lúc rời đi. Cánh tay của nàng. Nhưng là bị liễu bắt từ sau bỗng nhiên nắm chặt. Sư tỷ, ta đáp ứng ngươi. Liễu bắt cao mày đáp ứng. Bỉ bỉ đông vẻ mặt, mới dần dần hiện lên vui mừng nụ cười. Có lẽ là quá mức kích động. Ở nàng nghe được liễu bắt hồi phục. Cũng là lúc này nhào vào liễu bắt trong lòng ngực bị bỉ bỉ đông té nhào vào giường còn chưa kịp mở miệng cái kia bỉ bỉ đông cũng đã mắc cỡ đỏ mặt nói rằng tiểu bắc vậy chúng ta lật đổ lão sư thống trị chúng ta liền kết hôn được không kết hôn hạnh phúc tới quá mức đột nhiên tuy rằng liễu bắc đối với hiện nay chuyện đã xảy ra còn hoàn toàn nằm ở một loại mộng ép tình huống nhưng nếu quả như thật có thể cưới đến như bỉ bỉ đông như vậy tuyệt thế mỹ nữ làm sao không phải là một cái mộ tổ bốc lên khói xanh thật là tốt chuyện. Tốt. Tiếng nói thanh có chút khàn khàn liễu bắt xem như là cùng bị bỉ đông ước định rơi xuống cam kết. Cũng không biết là không phải bầu không khí làm nổi bật đến nơi này. Liễu bắt càng hướng về nhìn về phía mình nữ nhân, bỗng nhiên hôn tới. Môi va vào nhau. Liễu bắt có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được đối phương thân thể mềm mại chính đang nhẹ nhàng run rẩy xem ra bây giờ bỉ bỉ đông còn chưa trưởng thành đến cực kỳ mạnh mẽ mức độ. Bỉ bỉ đông thanh âm của càng đi về phía sau thanh âm càng nhỏ. Có điều tuy rằng âm thanh rất nhỏ. Nhưng ít ra chứng minh, bỉ bỉ đông cũng có ý đó. Khóe miệng vung lên một vệt nụ cười. Mặt lộ vẻ dịu dàng liễu bắt. Mới phải đưa tay đem đối phương ông vào trong ngực. Chúc mừng ký chủ cùng bỉ bỉ đông hoàn thành ước định nhiệm vụ. Đã thành công thu được hệ thống thưởng hệ thống. Bất thình lình thanh âm của. Lệnh liễu bắt tháng chút mờ mịt. Dù sau này hảo đoan đoan xuất hiện. Thật sự là thật là làm cho người ta cảm thấy đường đột. Làm sao vậy tiểu bắt? Chú ý tới liễu bắt mặt lộ vẻ nghi hoặc dáng vẻ. Bỉ bỉ đông, cũng là đồng dạng nghi hoặc hướng về hắn mở miệng hỏi do. Không có gì sư tỷ chính là ta muốn nói, ta đồng ý cùng ngươi lật đổ thiên tầm tật lão sư thống trị tư ừ, bỉ bỉ đông y ôi tại liễu bắt lòng ngực. Giống như tiểu miêu nàng, cứ như vậy lẳng lặng mà nằm úp sấp. Nhìn trong lòng nữ nhân, liễu bắt nhẹ nhàng hôn hướng về đối phương cái trán Trong lòng cũng là âm thầm thề. Nhất định phải làm cho nàng trở thành cái trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 2, Ngươi có một loại đặc thù mùi vị. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio bỉ bỉ đông đôi mắt đẹp nhìn về phía ngoài cửa sổ có thể cùng liễu bắt chờ cùng nhau mới phải nàng cảm thấy an toàn nhất cũng là hạnh phúc nhất thời điểm ông bỉ bỉ đông một luồng từ bỉ bỉ đông trong cổ áo nhô ra đặc thù mùi vị cũng là hướng về liễu bắt mũi bên dần dần truyền vào loại này có chút nải vị mùi thơm ngát lệnh liễu bắt cảm thấy có chút tâm thần thoải mái cứ dựa theo bỉ bỉ đông nói như vậy chỉ cần là đẩy ngã Thiên Tầm Tật thống trị, như vậy nàng cũng sẽ cùng mình kết hôn, do đó trở thành mỗi ngày cùng mình sớm chiều chung đụng nữ nhân. Nghĩ tới đây, Liễu Bắc tâm tình chính là vô cùng mỹ lệ. Tiểu Bắc, ngươi nói chúng ta có thể thành công sao? Phải biết, Thiên Tầm Tật lão sư nhưng là 95 cấp Phong Hào đấu la, nếu như thành công còn chưa tính, cần phải là không có thành công, vậy chúng ta lại nên làm gì? Bỉ Bỉ Đông có chút lo lắng hướng về Liễu Bắc hỏi dò. Nhìn vẻ mặt biến hóa Bỉ Bỉ Đông. Thân là sắp muốn cưới vợ Bỉ Bỉ Đông chú rể tương lai Liễu Bắc. Đương nhiên không muốn nhìn mình nữ nhân yêu mến. Vì sinh hoạt mà đi cao mày. Nếu như không có thành công, chúng ta liền làm một đôi chim liền cánh. Chim liền cánh. Bỉ Bỉ Đông hơi sững sờ. Tinh xảo khuôn mặt, cũng là hiển lộ hết nghi hoặc. Được, nếu như chúng ta không thể thành công, cho dù chết, sư tỷ cũng phải bồi tiếp ngươi. Đứa ngốc. Liễu Bắc chăm chú ông bị bỉ, bỉ đông. Nếu như lúc trước hay là Liễu Bắc còn có thể có lo lắng. Thế nhưng khi nghe thấy hệ thống thưởng, hắn chợt cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là tràn đầy lực lượng. Đang cùng bỉ bỉ đông ngắn mũi ôn nhu. Bỉ bỉ đông mới bởi vì chuyện quan trọng tại người nên rời đi trước. Ngay cả liễu bắc nhưng là lẳng lặng mà nằm ở giường. Nghĩ đến muốn cùng bỉ bỉ đông đồng thời lật đổ thiên tầm tật, liễu bắt liền cảm thấy thập phần hưng phấn. Dù sao cái kia thiên tầm tật rốt cuộc là người thế nào, hắn liễu bắt, thậm chí là toàn bộ võ hồng điện, cũng đều là vô cùng rõ ràng. Một có tư tưởng xấu xa người cũng xứng làm cái gì cho má điện chủ. Nếu như không phải là bởi vì thiên tầm tật có 95 cấp phong hào đấu la thực lực, chỉ sợ cũng lấy thiên tầm tật cái kia mỗi ngày đều cần nữ nhân hơn nữa còn nhất định phải không giống nhau tư tưởng liền đã sớm để rất nhiều người lật đổ sự thống trị của hắn đồng thời những này vẫn không tính là xong dựa theo trong đầu ký ức thiên tầm tật sở dĩ đánh chính mình phần lớn nguyên nhân hay là bởi vì thiên tầm tật cái kia cậu tạc đối bị bỉ, bỉ đông có không hài hòa ý nghĩ bị bỉ, bỉ đông là liễu bắt nữ nhân hắn đương nhiên không thể nhìn mình nữ nhân, bị một tội ác tày trời cầm thú dễ dàng chà đạp. Đo lường đến ký chủ không ổn định tâm tình, có hay không lập tức mở ra người mới gói quà. Mở ra. Liễu bắt không e dè mở miệng. Nương theo lấy hắn nói xong câu đó. Ngay sau đó mấy đạo mỗi người có đủ loại ánh sáng, tùy theo ngoài cửa sổ bay vào trong cơ thể mình. Chúc mừng ký chủ thu được mạnh mẽ tấn công hệ thú võ hồn nộ mục kỳ lân. Chúc mừng ký chủ thu được khống chế hệ khí võ hồn linh lung bảo tháp. Chúc mừng ký chủ thu được mạnh mẽ tấn công hệ khí võ hồn hiên viên kiếm. Chúc mừng ký chủ thu được cấp 10 cấp thêm điểm quyền hạn. Chúc mừng ký chủ thu được phụ trợ hệ khí võ hồn tiêu giao thuyền. Chúc mừng ký chủ thu được toàn bộ võ hồn hồn hoàng 10 vạn năm toàn bộ điểm mãn. 10 vạn năm hồn hoàng, hơn nữa còn đều là hết thảy võ hồn toàn bộ điểm mãn chuyện như vậy không nói chưa bao giờ phát sinh liền ngay cả nghe cũng tuyệt đối là chưa từng nghe thấy chúc mừng ký chủ thu được nhân thê chi hữu tên gọi này tên gọi vì là hệ thống giải đặc biệt lệ chúc ký chủ ở đấu la đại lục hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục vì nhân gian mỹ hảo góp một viên gạch không ngừng cố gắng chuỗi này hệ thống thưởng có thể nói phải bây giờ liễu bắc hoàn toàn liền nằm ở loại kia vô địch với thế gian tồn tại loại này cuồn cuộn không ngừng lực lượng làm hắn cảm thấy có một loại có thể một quyền đấm chết thiên tầm tật ảo giác tuy rằng không rõ ràng hệ thống cuối cùng thưởng rốt cuộc là ý gì nhưng có một loại trực giác nhưng là không ngừng nhắc nhở lấy hắn sẽ không lỗ đã vì là ký chủ kích hoạt nhân vật khuôn có hay không lập tức kiểm tra kiểm tra liệu bắt tâm tình có chút kích động có những này như vậy hắn nhưng là thật sự có có thể ở đấu la đại lục nên ngang mà đi sức lực. Ký chủ Liễu bắt thân phận Võ hồn điện điện chủ thiên tầm tật dưới trướng nhị đệ tử võ hồn Nộ mục kỳ lân, hiên viên kiếm, linh lung bảo tháp, tiêu giao thuyền Tên gọi Nhân thê chi hữu phong hào Hồn đấu la đẳng cấp 89 cấp, chờ nâng lên 10 cấp, chờ nâng lên 10 cấp có thể tiến hành đẳng cấp nâng lên liễu bắt hơi sững sờ. Nhìn này có thể nâng lên 10 cấp thuộc tính điểm, không nhìn được có chút tinh thần hoảng hốt. Hắn bây giờ mặc dù chỉ là 89 cấp hồn đấu la. Thế nhưng nếu như có thể toàn bộ tăng lên tới đẳng cấp mặt trên. Như vậy hắn, nhưng là thật sự đã biến thành một vị có thể một quyền đấm chết thiên tầm tật cực hạn đấu la. Hạnh phúc tới quá mức đột nhiên. Không có một chút do dự liễu Bắc cũng là quả quyết đem cái kia duy nhất 10 cái thuộc tính điểm, toàn bộ click ở đẳng cấp mặt trên. Oanh. Theo đẳng cấp tùy theo 89 cấp điểm đến 99 cấp. Một luồng năng lượng phi thường mạnh mẽ, trong nháy mắt tùy theo liễu bắt toàn thân bộc phát ra. Tuy rằng vách tường không có chịu ảnh hưởng. Thế nhưng cửa sổ, cửa lớn, nhưng là tại đây năng lượng mạnh mẽ trùng kích vào, tại chỗ đập vỡ tan. Liền ngay cả tường kia cũng là mơ hồ rung rẩy, phản phất sẽ ở một giây sau sụp đổ tự như năng lượng kinh khủng hướng về bốn phía khuếch tán. Những kia phụ trách canh gác thị vệ, ở cảm nhận được này của năng lượng mạnh mẽ cũng là dồn dập miền phun dòng máu. Một ít thực lực không đủ thị vệ tại đây năng lượng trùng kích vào càng là tại chỗ nổ chết. Có thể thấy được, liệu bắt sẽ không quá là điểm một ít đẳng cấp thuộc tính, dĩ nhiên sẽ sản sinh lớn như vậy ảnh hưởng. Không thể không nói, nắm giữ hệ thống cảm giác, thật là khá mà ở liễu bắt lén lút trở nên mạnh mẽ thời điểm một gian ánh đèn có chút say lòng người gian phòng một tên vóc người thước tha nữ nhân xinh đẹp môi run rẩy nàng đẹp đẽ con mắt càng là mơ hộ có nước mắt này đã không biết là thiên tầm tật coi trọng thứ mấy cô gái hiển nhiên nàng rất rõ ràng chính mình sẽ rơi vào kết cục gì cố mới bộ này khổ sở dáng vẻ mà thiên tầm tật một đôi mạnh mẽ bàn tay lớn nhưng là từ sau nắm thật chặt tên này nữ nhân xinh đẹp trắng nõn thon thả. Điện. Cúc. Cửa lớn đóng chặt ở ngoài mới vừa truyền ra một đạo thị vệ thanh âm của. Chưa kịp thị vệ kia nói xong. Bị quấy rầy đến nhã trí thiên tầm tật, cũng đã tức giận hướng về cửa lớn phương hướng mở miệng rít gào. Cửa kia ở ngoài thì vệ sợ đến vội vã chạy trốn. Dù sao chọc giận thiên tầm tật là cái gì kết cục không có gì là so với bọn họ những này làm thì về rõ ràng nhất Hư. bành bạch a à. thiên tầm tật trên mặt mới phải lộ ra một nụ cười đắc ý ngươi rất tốt ở bản điện hạ những kia chơi đùa nữ nhân bên trong ngươi đáng giá bản điện hạ lại vì ngươi khổ cực một lần thiên tầm tật nói đột nhiên cái kia đóng chặt dày trọng đại môn nhưng là bị người dùng ngoại lực từ ở ngoài một cước đá văng oanh dày nặng cửa lớn va chạm vách tường. Sắc mặt tái xanh thiên tầm tật lúc này hóa thành quỷ ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện ở tên này xuất hiện nữ nhân trước người. Đưa tay nắm ở nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt. Có chút không vui thiên tầm tật, hướng về nàng phẫn nộ rít gào. Bỉ bỉ đông. Ngươi đến cùng đang làm gì? Bản điện hạ nhưng là giáo viên của ngươi. Ngươi không xứng. Ở thiên tầm tật trích gào xong, vừa dứt lời bị hắn nắm gò má bị bỉ đông, cũng đã mạnh mẽ đưa tay chém xuống đối phương cánh tay. Lập tức hướng về hắn lớn tiếng phản bác. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 3 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thiên tầm tật không nghĩ tới. Bỉ bỉ đông dĩ nhiên sẽ nói ra lớn như vậy nghịch không ngờ đến. Dù sao, này bỉ bỉ đông, nhưng là hắn một tay mang tới đại. Đông nhi, ngươi câu nói này nói sư phụ trong lòng được kêu là một đau a à. thiên tầm tật che trong lòng chính mình nhìn bỉ bỉ đông cái kia một mặt căm ghét vẻ mặt của chính mình mới tiếp tục nói ngươi phải nhớ kỹ ngươi là sư phụ từ nhỏ đã tay phân tay nước tiểu lôi kéo đại làm sao đến lớn tuổi trái lại bắt đầu không muốn sư phụ cơ chứ ngươi cũng xứng làm ta bỉ bỉ đông lão sư ta phi ngươi ra vẻ đạo mạo gia hỏa Bỉ bỉ đông tức giận nói. Ánh mắt. Cũng là nhìn về phía cái kia ngồi chồm hổm trên mặt đất cuộn mình một đoàn cô gái xinh đẹp. Đáng yêu như thế tuổi trẻ đẹp để nữ hài. Cứ như vậy để thiên tầm tật chà đạp. Không thể không nói, thiên tầm tật, đúng là không xứng làm người. Câm miệng. Ngươi nha đầu này cùng phim. Là ai dạy nói như ngươi vậy? Ngươi khả năng. Thiên tầm tật tức giận thanh rống sợ đến bỉ bỉ đông, cũng là hướng về phía sau lui bước. Ngay ở thiên tầm tật phát hiện không đúng muốn rời khỏi. Nhưng là bị thiên tầm tật bỗng nhiên kéo cánh tay, làm dáng liền muốn kéo lại ngực mình. Bỉ bỉ đông muốn phản kháng. Nhưng mà đó là có 95 cấp thiên tầm tật đối thủ. Thiên tầm tật. Ngươi nghĩ làm cái gì? Nói cho ngươi biết, nơi này chính là võ hồn điện. Ha ha ha. Câm miệng ngươi còn biết nơi này là võ hồn điện đây. Vậy ngươi còn nhớ cái này võ hồn điện chủ nhân là ai chăng? Thiên tầm tật khuôn mặt dữ tợn. Thậm chí là đưa tay xé rách bị bỉ đông sườn xám. Bên kia bị sợ thành kẻ ngu si cô gái xinh đẹp. Nơi nào gặp tình huống như thế? Lúc này nghẹn ngào gào lên. Liền muốn rời đi. Ngay tại lúc cô bé kia trải qua thiên tầm tật bên cạnh thời điểm. Thiên tầm tật nhưng là bỗng nhiên giơ tay hướng về cái kia cô gái xinh đẹp sau não mạnh mẽ đánh ra một chưởng a à, cô gái xinh đẹp chỉ cảm thấy đầu lâu mờ mịt ở bỉ bỉ đông một mặt ngạc nhiên vẻ mặt dưới thất khiếu chảy máu nàng cũng đã như vậy nằm ở bỉ bỉ đông tầm mắt phi vốn còn muốn thừa dịp nóng thế nhưng ngươi đã đến rồi như vậy chỉ ủy khuất ngươi theo ta một hồi được rồi thiên tầm tật tức giận nói lập tức kéo bị bỉ đông cánh tay liền hướng trong phòng xé theo trong phòng truyền ra bị bỉ đông nức nở nhìn khóc thành lệ người bị bỉ đông thiên tầm tật nhưng là gương mặt đắc ý ha ha lão sư biết ngươi đang ở đây muốn cái gì ngươi không phải là muốn liễu bắt tên kia tại sao không ở nơi này cái thời điểm xuất hiện sao nói cho ngươi biết chờ ngươi trở thành ta thiên tầm tật nữ nhân ta liền đem liễu bắt tên tiểu tử kia dết lạc Ngươi! Thiên tầm tật! Ngươi quả thực chó lợn không bằng! Bỉ bỉ đông khóc đến tan nát cõi lòng. Nàng hy vọng liễu bắt xuất hiện, lại không hy vọng liễu bắt xuất hiện. Dù sao lấy thực lực của bọn họ. Thực sự không phải thiên tầm tật đối thủ. Tức giận không thôi thiên tầm tật căn bản không cho bỉ bỉ đông tiếp tục nói xuống cơ hội. Chỉ lát nữa là phải đưa tay thiên tầm tật. Bỉ bỉ đông lúc này bạo phát sức mạnh toàn thân, liền muốn cùng thiên tầm tật nhất quyết sinh tử. Cho ta quỳ xuống. Thiên tầm tật tức giận giơ tay, mạnh mẽ hướng về bỉ bỉ đông khuôn mặt phất tay mà rơi. Ngay sau đó bỉ bỉ đông, liền trong nháy mắt lăn lộn ở giường. Ngươi không chết tử tế được. Bỉ bỉ đông gào thét. Nhưng nhìn từng bước ép sát thiên tầm tật. Ngay ở nàng chuẩn bị tự sát cũng không nguyện tác thành cái này gia súc thời điểm. Cái kia phiến cửa lớn đóng chặt nhưng là bị người từ ở ngoài trong nháy mắt đá văng ra. Nhìn dày nặng cửa lớn rơi xuống đất. Thiên tầm tật, cũng là định chỉ bước chân, hướng về cửa phương hướng cao mày nhìn tới. Ở nhìn thấy dĩ nhiên là cùng bỉ bỉ đông chơi đùa từ nhỏ đến lớn liễu bắc. Mới một mặt khinh thường nói. Hóa ra là liễu bắc A, à, làm sao? Ngươi cũng muốn giống như nàng không hiểu được tôn sư trọng đạo sao? Ngươi cũng xứng. Liễu bắc tức giận không thôi lúc này vọt tới trước người của hắn ở thiên tầm tật hoàn toàn chưa phản ứng lại thời điểm liễu bắt nắm đấm cũng đã hướng về bụng của hắn mạnh mẽ vung ra một quyền à. thiên tầm tật hai mắt trợn tròn có chút khó có thể tin hắn thậm chí là không thể tin được chính mình càng không nhìn thấy liễu bắt bóng người người căm miệng gia súc không xứng làm người liễu bắt nổi trận lôi đình từ hắn tiến vào bắt đầu từ giờ khắc đó. Thiên tầm tật cũng đã nhất định tử vong. Không có một tia phản kháng chỗ trống thiên tầm tật cỡ nào muốn phản kháng. Thế nhưng vào thời khắc này liễu bắt trước mặt. Hắn nhưng là không hề một tia cơ hội phản kháng. Nhìn phản phất dường như biến thành người khác liễu bắt. Bỉ bỉ đông, cũng là vội vàng tìm đến có thể che giấu đồ vật, mặc giáp trụ ở trên người mình. Cho lão tử chết. Liễu bắt gầm thét lên nắm lên ghế tựa hướng về ngã trên mặt đất thiên tầm tật khuôn mặt không ngừng đập xuống cho đến ghế tựa nổ tung liễu bắc mới đình chỉ tiếp tục vung đánh hắn động tác hướng về trên mặt của hắn phun một bãi nước miếng mới tiếp tục nói thiên tầm tật bị bỉ đông là nữ nhân của ta ngươi thậm chí ngay cả nàng đều có ý nghĩ ngươi đây không phải muốn chết sao ngươi bị liễu bắt đánh cho nói năng lộn xộn thiên tầm tật nơi nào vẫn có thể nói ra một câu. Dù sao liễu bắt ra tay đúng là quá độc ác. Làm hắn cái này có 95 cấp thực lực phong hào đấu la, nhưng là không có một điểm biện pháp nào. Nhìn thiên tầm tật vẻ mặt đó. Vứt chưa hết giận liễu bắt, lập tức lấy ra một cái tỏa ra sát khí tràn trề bảo kiếm. Nhìn cái này tỏa ra hồng quang bảo kiếm. Thiên tầm tật cũng là sợ đến bắt đầu điên cuồng bay nhảy nhưng mà nhất định phải chết thiên tầm tật coi như là có nhiều hơn nửa phản kháng vẫn là ở liễu bắc liên tục công kích dưới dường như cái thất hiếp đáp không hề một tia phản kháng nhìn bị liễu bắc chinh phục thiên tầm tật Bị bỉ, bỉ đông mới vội vàng từ giường vương mình từ sau ông tiểu bắc ngươi biết không sư tỷ phía trước thiếu một chút liền để sư tỷ ngươi yên tâm, bây giờ thiên tầm tật, đã sẽ không lại giống như lúc trước như vậy. Liễu bắt khóe miệng vung lên một vệt nụ cười đắc ý. Nhìn bị biến thành người công thiên tầm tật. Lập tức cởi xuống chính mình áo bào rộng. Gói hàng ở bỉ bỉ đông trên người. Đi ra ngoài phòng. Đại tiểu thư đây là. Có đội trưởng đội thị vệ phát hiện tình huống, vội vã tiến lên kiểm tra hắn, cũng là bị bỉ bỉ đông bây giờ dáng vẻ ấy dọa cho phát sợ bắt đầu từ hôm nay, Bỉ Bỉ Đông chính là võ hồn điện chủ nhân mới. Ta nói. Thì vệ kia đội trường có chút nghe không hiểu liễu bắt. Thế nhưng ở phản ứng lại, mới vội vàng hướng về thiên tầm tật chỗ ở chạy đi kiểm tra. Nhìn những kia như ma thì vệ vọt vào. Liễu bắt, nhưng là một mặt bình tĩnh ông lấy Bỉ Bỉ Đông, phản phất người không liên quan tự như rời đi. Bên trong gian phòng. Nhìn chết thảm thiên tầm tật. Tất cả mọi người đều là một bộ dáng dấp khiếp sợ. Xảy ra chuyện gì? Thiên tầm tật đại nhân làm sao cứ như vậy chết rồi. Có thì về sợ đến sắc mặt trắng bệt. Dù sao bây giờ thiên tầm tật dáng dấp, thật sự là thật là làm cho người ta cảm thấy sợ sệt. Đội trưởng. Nhất định là liễu bắt bọn họ làm. Chúng ta đi bắt bọn hắn đi. Có thì về vội vàng hướng về đội trưởng hỏi dò. Kết quả cái nào nào ngờ thì về kia nhưng là bỗng nhiên bị đội trưởng giơ tay hướng về đầu mạnh mẽ đập một hồi. Đầu óc ngươi bên trong chứa đều là cứt. Nếu như ngươi muốn chết, ngươi liền chính mình đi chết. Đừng nghĩ chúng ta cùng đi với ngươi chết. Tức giận đội trưởng gầm thét lên. Nhìn thiên tầm tật bộ này hình dạng. Hắn nơi nào còn có thường ngày cái kia phó cao cao tại thượng dáng vẻ. Thiên tầm tật đại nhân nhưng là 95 cấp phong hào đấu la hắn đều có thể biến thành như vậy, không phải là chúng ta những người này có thể tùy tiện giải quyết. Ta xem, này võ Hồng điện, đúng là sắp thay người lãnh đạo rồi. Đội trưởng đội thì vệ bất đắc dĩ thở dài. Dù sao, hắn nói, cũng không phải không hề có một chút đạo lý. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 4, không cần báo đáp, lấy thân báo đáp. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio bị liễu bắt cứu bị bỉ đông. Cũng không có bởi vì thiên tầm tật chết. Mà cảm thấy một tia vui sướng. Ngược lại, nàng trái lại cảm thấy vô cùng tức giận. Nàng hận chính mình không có năng lực tự tay giết chết thiên tầm tật. Nàng càng hận hơn thế giới này có rất nhiều, tương tự với thiên tầm tật như vậy ra vẻ đạo mạo nam nhân. Một đường bảo vệ bỉ bỉ đông trở lại phòng ngủ. Ông bỉ bỉ đông đi vào buồng tắm, mới bắt đầu giúp nàng cởi ngoại bào tắm một chút đi ta chờ ngươi ở ngoài Từ bỉ bỉ đông nụ cười hồi phục nhìn bỉ bỉ đông vậy có chút mệt mỏi ánh mắt liền làm cái này có người đàn ông tốt danh xưng liễu bắt trong nháy mắt cảm thấy đau lòng đóng ở cửa phòng nhìn những kia rất nhiều chạy tới thị vệ cùng với rất nhiều thực lực mạnh mẽ cung bỗng liễu bắt nhưng là bỗng nhiên phóng lên trời khi hắn sự phẫn nộ dưới, có 99 cấp cực hạn đấu la thực lực hắn. Chính là như vậy tùy ý khinh thường giữa không trung. Tay trái cầm hiên viên kiếm, tay phải nắm linh lung tháp. Dưới khố cưỡi lấy nộ kỳ lân, dần hiện ra thần uy phá vạn quân. Cường đại uy thế hướng về những lính kia lâm thành dưới người trong nháy mắt bao phủ. Tại đây cực kỳ kinh khủng uy thế dưới. Những người kia, cũng mỗi người đều là mặt lộ vẻ sợ hãi sao có thể có chuyện đó? Tiểu tử này lúc nào đột phá đến mức độ này? Đây là một tương lai tự võ hồn điện ngũ cung phụng. Hắn có 95 cấp thực lực. Vốn nên thực lực cường hãn hắn. Nhưng là ở liễu bắt bạo phát chèn ép xuống, chỉ cảm thấy không hề một tia cơ hội phản kháng. Rống. Nộ mục kỳ lân ngửa đầu rít gào. Ngay sau đó, hãy theo liễu bắc, Hướng về một tên mù mắt trái ông lão bổ nhào mà đi sắp tới đem đến mắt mù ông lão trước người. Cái kia nộ mục kỳ lân, mới phải ở liễu bắt động tác dưới, trong nháy mắt đình chỉ. Đem hiên viên kiếm chống đỡ vớ vẫn mắt ông lão bột trước. Nhìn vẻ mặt kiên kỵ mắt mù ông lão. Liễu bắt có chút khinh thường nói. Thiên đạo lưu, ngươi dốc hết một đời bồi dưỡng hảo nhi tử thiên tầm tật bị ta giết, biết không? Thiên đạo lưu nổi trận lôi đình. Thế nhưng ở liễu bắt bạo phát khí thế dưới, nhưng là chỉ có thể dường như dung dế như vậy mệnh tiện cũng không phải hắn không nghĩ thông khẩu mà là đang liễu bắt này cực kỳ mạnh mẽ chèn ép xuống hắn căn bản là không một tia biểu hiện chỗ trống loại này làm hắn cảm giác được toàn thân sắp tạc liệt cảm giác để hắn thiên đạo lưu cảm thấy hết sức thống khổ nếu như không phải là bởi vì không cách nào chạy trốn chỉ sợ cũng lấy thiên đạo lưu cái kia nổi danh ý đồ xấu nhiều liền đã sớm thoát ly mọi người chạy mất dép chết đi cho ta con trai của ngươi là người cặn bã như vậy ngươi cũng chính là kẻ cặn bã có thể sinh ra thiên tầm tật người như vậy cặn bã loại người như ngươi cũng không xứng sống trên đời tức giận liễu bắt liên tục vung kiếm ở tất cả mọi người chú ý dưới thiên đạo lưu cũng là phát sinh trước nay chưa có nhọn rống loại này tê tâm liệt phế tiếng hô cả kinh tất cả mọi người là tê cả da đầu. Phải biết, thiên đạo lưu không chỉ có là võ hồn điện đại cung bổng, đồng thời hắn cũng là thiên tầm tật phụ thân của. Tuy rằng những kia bị thiên đạo lưu gọi người cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn liễu bắt cái kia phó dết đỏ mắt dáng dấp, cùng với hắn cái kia quyết đoán mãnh liệt tính cách. Mới trong nháy mắt rõ ràng, cái kia thiên tầm tật, tuyệt đối là làm ra cái gì để hắn liễu bắt phẫn nộ đến cực điểm đại sự chết tiệt. Có người trong lòng nhổ nước bọt. Tức giận không thôi bọn họ. Cỡ nào muốn cứu giúp này bị bọn họ giữ gìn vài chục năm ông lão. Ngay khi liễu bắt bạo phát khí thế dưới. Những này năng chinh thiện chiến chư vị phong hào đấu la. Giờ khắc này nhưng là cũng không đến không trơ mắt nhìn. Nhìn bị liễu bắt liên tục vung chém thiên đạo lưu. Rốt cục có người không nhìn nổi yên lặng cúi đầu mà ở liễu bắc chống đỡ những người này thời điểm trước cửa sổ nơi một tên vóc người thước tha nữ nhân chính diện lộ bình tĩnh nhìn này mạc phát sinh nàng tuy rằng không thể tin được trước mắt đều là thật sự nhưng nhìn những kia bình thường luôn luôn ngông cùng mọi người bây giờ đều là một mặt tê dại đứng bỉ bỉ đông mới bắt đầu hoài nghi liễu bắc rốt cuộc là phủ hay không hay là hắn đã từng biết liễu bắc ta liền một câu nói ngày hôm nay lên võ hồn điện chủ nhân chỉ có một đó chính là bỉ bỉ đông biết không bỉ bỉ đông tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau bỉ bỉ đông đẳng cấp tuy rằng không thấp thế nhưng so với ở đây cung phụng trưởng lão nhưng là kém không phải cực nhỏ làm sao các ngươi ai còn không phục sao vèo sẽ ở đó những người này nhìn về phía liễu bắt thời điểm liễu bắt bóng người. Nhưng là bỗng nhiên thiểm lược đến một tên đỉnh đầu có hải quy võ hồng trung niên trước mặt. Đỉnh đầu có hải quy võ hồng trung niên. Hắn là một tên có 92 cấp phong hào đấu la. Vốn nên nhỏ giọng thầm thì hắn. Nhìn thấy liễu bắt đi tới trước mặt mình. Trên mặt mới phải cường bỏ ra hoa cúc tỏa ra giống như nụ cười. Liễu. Liễu bắt, ta là tiền bối ngươi. Ngươi không thể như vậy chết đi. Liễu bắt đưa tay đặt tại hải quy võ hồn trung niên bộ. Chỉ là hơi hơi dùng sức. Tên kia có 92 cấp phong hào đấu la. Ngay ở liễu bắt năm ngón tay dùng sức dưới trong nháy mắt tử vong. Còn có ai không phục? Hiện tại đứng ra, ta không thích loại kia từng cái từng cái dết cảm giác. Liễu bắt âm thanh bình thản, thế nhưng bình thản bên trong nhưng là tiết lộ ra phách khí vương giả. Cũng không nghe thấy sao bắt đầu từ hôm nay, chúng ta võ hồn điện tân chủ nhân chính là Bỉ Bỉ Đông. Ngay ở liễu bắt chờ có người hướng mình ăn nói ngông cuồng thời điểm. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo lệnh tất cả mọi người ngạc nhiên thanh âm của. Nhưng là từ lại một tên ở võ hồn điện đức cao vọng trọng ông lão trong miệng truyền ra. Nhìn người trưởng lão kia. Tất cả mọi người vẽ mặt, đều là chấn động. Dù sao, người lão giả kia nhưng là một tên có 98 cấp tồn tại tuy rằng rất nhiều người không hiểu hắn vì sao lại nói ra những câu nói này. Thế nhưng người lão giả kia, khi hắn thấy rõ liễu bắt cấp bậc chân thật sau, nhưng cũng không thể không cúi đầu. Nhìn liền ngay cả nắm giữ đỉnh cấp võ hồn lục dực thiên sứ thiên đạo lưu cũng không phải đối thủ. Như vậy hắn cái này chỉ có 98 cấp mà nắm giữ võ hồn hoàng kim ngạc vương lão gia hỏa. Như thế nào có thể sẽ có chút nào phản kháng chỗ trống? nếu liền hai cung phụng đều như vậy nói rồi vậy ta cũng đồng ý ta cũng giống vậy dù sao mọi người đều là người một nhà chỉ cần là có thể phụ cha nổi điện chủ trách nhiệm ai làm điện chủ ta hàng ma đấu la không đáng kể ta xà mâu đấu la cũng giống vậy ta ma hùng đấu la cũng đồng ý quả nhiên theo hai cung phụng nhượng bộ những người kia vẫn đúng là đều tại đây khắc lựa chọn phản chiến tuy rằng không thể bảo đảm những người kia liệu sẽ có chân tâm thực lòng trợ giúp bỉ bỉ đông. Nhưng Liễu bắt tin tưởng? Không tốn thời gian dài, khi hắn giải quyết dưới. Tuyệt đối sẽ lưu lại như vậy một ít tâm phúc cung bỉ bỉ đông điều động. Nếu tất cả mọi người đồng ý ta trở thành điện chủ. Vậy vãn bối. Cũng tuyệt không phụ lòng các vị có ý tốt. Ngay ở liễu Bắc nhìn những kia phản chiến nhân số càng ngày càng nhiều thời điểm một đạo thanh âm ôn nhu. Nhưng là từ liễu bắt phía sau. Dần dần truyền đến. Quay đầu lại nhìn tên kia nữ nhân xinh đẹp. Liễu bắt vốn nên vẻ mặt bình thản, cũng là trong nháy mắt hiện lên một vệt nụ cười. Ta không đồng ý. Muốn chết. Có điều ngay ở liễu bắt chuẩn bị nên tiếp bị bỉ đông thời điểm. Một đạo bỗng nhiên vang lên tiếng phản đối. Nhưng là để những kia đã phản chiến đám gia hỏa, lại là rơi vào trầm tư. Ngọc Tiểu Cương Bỉ bỉ đông cao mày nhìn tới. Trong miệng lẩm bẩm. Không thể tin được luôn luôn lấy chính mình làm chủ liếm cẩu. Dĩ nhiên sẽ ở vào lúc này phản đối chính mình trở thành điện chủ. Ngọc Tiểu Cương Ngươi biết mình ở nói cái gì sao? Nhìn khẩu gọi phản đối Ngọc Tiểu Cương. Còn không chờ liễu bắt ra tay. Bên kia hai cung phụng coi như tức lắc mình đến trước người của hắn. Ở Ngọc Tiểu Cương cái kia tràn ngập ánh mắt phẫn nộ dưới, không thể nhìn được nữa hai cung phụng, nhưng là vung quyền, hướng về bụng của hắn, mạnh mẽ vung ra một quyền. Tách. À, đi kèm nước bọt dòng máu, tùy theo Ngọc Tiểu Cương khóe miệng tràn ra, cho đến Ngọc Tiểu Cương hôn mê tại chỗ. Sắc mặt hắc chìm hai cung phụng, mới hướng về một tên trong đó phong hào đấu la trầm giọng dặn dò. Đưa cái này gia hỏa cho ta ném tới thâm sơn cùng cốc đi. Mặt khác, tốt nhất là đem hắn phế bỏ. Biết không? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 5, thuộc về Bỉ Bỉ Đông Võ Hồng Điện. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Quay mắt về phía rất nhiều lượng cường giả đồng ý quy thuận. Chuyện như vậy, liễu bắt là cảm thấy phi thường vui mừng dù sao nếu như toàn bộ dết đến sạch sẽ như vậy cái này võ hồn điện cũng sẽ thật sự chỉ còn trên danh nghĩa chuyện như vậy tự nhiên không phải liễu bắc muốn xem thấy cũng không phải bỉ bỉ đông muốn xem thấy ở đẩy ngã thiên tầm tật thống trị thành lập mới hệ thống bỉ bỉ đông cũng là danh chính ngôn thuận trở thành đời mới giáo hoàng trong khoảng thời gian này từ liễu bắt đi đầu thảo phạt cũng là hướng về những kia thực lực mạnh mẽ tông môn khởi xướng đánh mạnh nếu như là lúc trước võ hồng điện hay là những kia mạnh mẽ tông môn còn có chống đỡ năng lực thế nhưng từ khi có liễu bắc cái gì hạo thiên tông lam điện bá vương long tông thất bảo lưu ly tông bạch hổ tông phong kiếm tông bực này các loại đều là bị đến từ liễu bắc cực kỳ tàn ác áp chế đang cùng lam điện bá vương long tông chủ đối chiến thời điểm bởi trận chiến đó dịch liễu bắc không có tham gia càng là dẫn đến võ hồn điện hai tên phong hào đấu la tử vong cùng với hai tên phong hào đấu la trọng thương ở liễu bắc tham dự sau cái kia lam điện bá vương long tông tông chủ càng bị liễu bắt một đòn hẳn phải chết mà lam điện bá vương long tông chủ xương đầu càng bị liễu bắt hết sức động ở võ hồn điện đại sảnh vách tường hạo thiên tông bên dưới ngọn núi một tòa tầm thường phòng nhỏ. Một tên cô gái mặc áo trắng, xinh đẹp gò má, đang hiện lên dịu dàng nụ cười. Mái tóc dài màu xanh lam, tùy ý khoác lên vai đẹp. Tuy nói nàng đã thành làm người thê, có điều tại đây vóc dáng ma quỷ gia trì dưới, cho dù nàng đã gả làm người thê, nhưng vẫn là vô cùng nhạ. chọc cho nam nhân thèm nhỏ dãi ngay ở nữ nhân xinh đẹp lung lay cái nôi thời điểm. Một đạo vật nặng rơi xuống đất thanh âm của. Nhưng là truyền vào trong tai của nàng. Đẹp để con ngươi hướng về ngoài cửa viện nhìn tới. Ở chú ý tới là của mình chồng. Mặt lộ vẻ nụ cười nàng, mới vội vàng đứng dậy tiến lên nghênh tiếp. Hạo ca. Thế nào? Nữ nhân xinh đẹp dịu dàng hỏi dò. Thế nhưng ở chú ý tới đường hạo thương thế trên người một đôi đẹp để lông mi cũng là khẽ ruông a à ngân ta không sao con của chúng ta thế nào đường hạo khuôn mặt tan thương đạo kia nhìn thấy mà giật mình vết sẹo cũng là để a à ngân vô cùng lo lắng đường tam không có chuyện gì có ta bảo vệ tông môn bên kia thế nào còn ngươi nửa mặt là chuyện gì xảy ra a à ngân vẫn như cũ lo lắng đến đường hạo dù sau này đường hạo nhưng là nạn a ngân chồng, bị người dùng kiếm chém. Đường Hạo gượng cười, nghĩ đến tên kia đến từ Võ Hồng Điện đồng thời tự xưng vì là Liễu Bắc thanh niên. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn đều còn có chút nghĩ mà sợ. Tuy rằng Đường Hạo cảm thấy có chút sợ sệt, nhưng không thể không nói. Hắn có thể lấy một 90 cấp phong hào đấu la thực lực, từ Liễu Bắc trong tay chạy trốn cũng đầy đủ chứng minh hắn ở đồng cấp bên trong là bực nào ưu tú. Có điều ngay ở đường hạo vừa dứt lời. Vừa mới chuẩn bị ông ấp A Ngân thời điểm. Một cái từ trên trời giáng xuống binh khí. Nhưng là cắt ra không khí, hướng về bên cạnh hắn cực tóc vọt tới. Nghe này đột nhiên vang lên không khí nổ tung thanh. Sắc mặt kịch biến đường hạo. Lúc này ông lấy A Ngân, lắc mình đến cái nôi bên cạnh ở đường hạo bạo phát năng lượng mạnh mẽ điều kiện tiên quyết, binh khí kia bộc phát ra uy lực. Cũng là mới bị miễn cưỡng chống đối. Nương theo lấy phòng ốc nổ tung. Mí mắt kinh hoàng đường hạo. Không thể tin được, liễu bắt đẳng nhân dĩ nhiên sẽ đến nhanh như vậy. Nhìn trên đất binh khí dĩ nhiên là lam ngân bá vương thương. Đường hạo vẽ mặt cũng là trở nên hết sức phức tạp. Khi hắn ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung nhìn liễu bắt trong tay nhất theo đầu người. Càng là cả kinh nói không ra lời. Chú ý cái kia chết không nhắm mắt đầu người. Đường Hạo không thể tin được. Có 98 cấp siêu cấp đấu la thực lực đại trưởng lão Đường Sơn, dĩ nhiên cứ như vậy chết rồi. Nhìn cái kia chết không nhắm mắt đại trưởng lão Đường Sơn. Đường Hạo thậm chí là có thể tưởng tượng ra. Đại trưởng lão Đường Sơn ở tử vong trước là cỡ nào tuyệt vọng. Đường Hạo các ngươi hạo thiên tông tông chủ đường khiếu cũng đã chạy ta xem ngươi là nhân tài không bằng liền gia nhập chúng ta võ hồn điện làm sao liễu bắt hướng về phía dưới đường hạo mở miệng ở chú ý tới đường hạo bên cạnh nữ nhân xinh đẹp hắn cũng là không nhịn được nổi lên lòng trắc ẩn cố mới mở miệng muốn cho đường hạo hàng phục vì là võ hồn điện hiệu lực mơ hảo ta đường hạo nhất định phải chết cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng Đường hạo hô to một tiếng hạo thiên tông vạn tuế, lập tức nắm chặt liều lĩnh giọng điện hạo thiên chù y. Hướng về khinh thường giữa không trung liễu bắc, bạo trùng mà đi. Nhìn cái kia không muốn đầu hàng, trái lại còn muốn tái chiến đường hạo. Liễu bắc. Cũng là có chút không nói gì lắc lắc đầu. Cầm trong tay đường sơn đầu lâu hướng về đường hạo ném đi. Lúc này mới giơ tay, đem mặt đất kia trên làm ngân bá vương thương một lần nữa thu hồi ở trong tay nhìn cái kia bay tới đồ vật có lẽ là bởi vì đường hạo dết đỏ cả mắt rồi vì lẽ đó khi hắn hạo thiên chu y đụng tới đường sơn đầu lúc đường hạo hắn mới từ tức giận dần dần tỉnh lại bất quá khi đường hạo ý thức khôi phục nhìn cái kia bị chính mình một búa ném thành thịt nát đầu lâu đường hạo cả người cũng là ngây ngốc ở tại chỗ không ngay ở đường hạo thất thần chớp mắt mặt đất một đạo lo lắng tiếng la, nhưng là bỗng nhiên truyền vào trong tai của hắn, ý thức lại một lần nữa phản ứng, nhìn đã vọt tới trước mặt liễu bắc, vừa muốn ngăn cản đường hạo, nhưng là phát hiện đã vì lúc đã muộn, theo làm ngân bá vương thương mũi thương bắn trúng đường hạo tim, trên mặt đất an ngân, một đôi đẹp để con mắt cũng là trong nháy mắt phóng to, tim bị đau, trận tròn đôi mắt đường hạo hắn cái kia cuồng loạn tiếng gầm gừ cũng là chấn động đến mức vùng thế giới này ầm ầm vang vọng có điều ngay ở đường hạo cực kỳ thống khổ thời điểm cái kia khuôn mặt lạnh tuấn liễu bắt nhưng là bỗng nhiên phát sinh hừ lạnh một tiếng không cho đường hạo cơ hội phản kháng nắm lấy đối phương cánh tay lập tức vung ra một quyền đem đường hạo cả người cũng là trong nháy mắt từ trên trời đánh rơi mặt đất mà an ngân đang nhìn liễu bắt cái kia sức mạnh to lớn. Càng để đường hạo vị này thực lực mạnh mẽ phong hào đấu la. Không hề một tia cơ hội phản kháng. Nàng cả người, cũng là trong nháy mắt tức giận lên. Nàng là đường hạo vợ. Tự nhiên không thể trơ mắt nhìn đường hạo bị người bắt nạt. Trong nháy mắt trùng bay về phía liễu bắc. Ở liễu bắc chú ý tới tên kia nữ nhân xinh đẹp dĩ nhiên hướng về chính mình bay tới. Liễu bắc, cũng là phi thường lễ phép lộ ra nụ cười. Ngươi dĩ nhiên thương chồng ta. Ta an ngân cho dù chết. Cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Âm âm. Hai người bàn tay đánh vào đồng thời. Cực kỳ năng lượng kinh khủng. Cũng là hướng về bốn phía cực tốc khuếch tán. Nằm trên đất đường hạo, thất khiếu chảy máu hắn. Cỡ nào muốn khuyên can an Ngân không muốn đi? Dù sao cái kia liễu bắt mạnh đến mức nào? hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Đang nhìn A Ngân vậy cũng bay ra ngoài bóng người. Cỡ nào muốn đi cứu đường hạo? Nhưng là bởi vì tự thân thương thế nghiêm trọng. Căn bản không thể động đậy. Tuy rằng đường hạo không cách nào cứu giúp A Ngân. Thế nhưng cái kia giữa không trung liễu bắt. Nhưng là bỗng nhiên nhằm phía A Ngân. Ngay sau đó ngay ở đường hạo một mặt tức giận vẻ mặt dưới. Đưa tay nắm ở A Ngân thon thả ở đường hào ngay dưới mắt đem cướp đi cảm nhận được trong lòng mềm mại Mặt lộ vẻ ngưng trọng liễu bắc cũng tự nhiên rõ ràng a à, ngân phải cứu đang đuổi về tới hạo thiên tông bầu trời nhìn những kia đang bị tàn sát hạo thiên tông mọi người liễu bắc mới phải bỗng nhiên mở miệng tuyên bố trận này chiến dịch đình chỉ hết thảy tham chiến nhân viên hết mức trở lại liễu bắc bên người một tên mặt lộ vẻ tiêu tụy phong hào đấu la. Nhìn liễu bắt trong lòng ông nữ nhân xinh đẹp. Do dự một chút, vẫn không có nói ra muốn nói ra. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 6, người đang ở đây dạy ta làm chuyện. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nhìn liễu bắt trong lòng ngực ông ngất nữ nhân. Những kia đến từ võ hồng điện chư vị phong hào đấu la. Đều tất cả đều là một bộ câu mày dáng vẻ ngay ở liễu bắt nhìn trong lòng nữ nhân một mặt đau lòng thời điểm một tên hình thể khổng lồ tráng hán bước trầm trọng bước chân đi tới bên cạnh hắn men theo liễu bắt ánh mắt nhìn nhìn bị liễu bắt ôm vào trong ngực mỹ lệ nữ nhân tên tráng hán này do dự một chút mới giả vờ vô ý mở miệng nữ nhân này tuy rằng tư thái thước tha nhưng có thể thấy nàng nên đã lập gia đình chứ ngươi nghĩ nói cái gì liễu bắt châu mày nhìn tráng hán này cũng là tràn đầy nghi hoặc tráng hán kia vui cười hớn hở cười cợt suy nghĩ một chút mới chăm chú trả lời cái kia liễu đại nhân tuy rằng câu nói này thuộc hạ không nên nói nhưng vẫn là phải nhắc nhở ngươi một hồi nhà chúng ta giáo hoàng nhưng vẫn là nguyên bao trang ngươi này bày đặt nguyên bao trang không muốn đến muốn này có thiếu hụt này nếu để cho chúng ta giáo hoàng biết chẳng phải là muốn tìm ngươi phiền phức nghe tráng hán này hơi sững sờ liễu bắt ở phản ứng lại nhưng là trợn tròn đôi mắt đang cùng liễu bắt đối diện trong nháy mắt lấy tráng hán thực lực mà nói đó là hoàn toàn có thể phát giác ẩn giấu ở liễu bắt trong ánh mắt sát ý không chờ tráng hán tiếp tục mở miệng cái kia liễu bắt ở một tay ông A Ngân thon thả. Chính là đã đánh đòn phủ đầu. Cúc. Theo liễu bắt quát lạnh. Đang tráng hán do xoay sở không kịp. Liễu bắt cái kia mang theo hung hãn kinh khí bàn tay. Chính là đã vỗ vào lòng ngực của hắn. Oanh. Một tiếng vang trầm thấp. Tráng hán lão đảo ngã xuống đất. Miệng lớn phun ra dòng máu hắn. Quả thực là không thể tin được liễu bắt tính khí. Hướng về mặt đất cách đó không xa tráng hán mạnh mẽ trừng. Lập tức lòng bàn tay nhất chuyển. Một cái tán dịu tia sáng bảo kiếm. Bị hắn nắm chặt trong tay. Không được à không được. Ngay ở liễu bắt chuẩn bị vung kiếm mà rơi thời điểm. Lại một tên tham chiến ông lão. Hướng về bên này vô cùng lo lắng chạy tới. Người lão giả này mặc dù tuổi tác già nua. Thế nhưng thực lực của hắn nhưng là một tên có 96 cấp đỉnh cao đấu la. Mà hắn ở võ hồn điện địa vị. Cũng là chỉ đứng sau hai cung phụng, kim ngạc đấu la. Nhìn ông lão, châu mày liễu bắt. Không chờ đối phương mở miệng. Cũng đã tràn ngập địch ý trào phúng. Bạch giáp địa long, ngươi đang ở đây dạy ta làm chuyện. Nhìn ngăn cản ở trước người mình tam cung phụng. Mặt lộ vẻ không vui liễu bắt nếu như không phải là vì bị bỉ đông cân nhắc hắn vẫn đúng là có thể sẽ đem võ hồn điện trước kia sức chiến đấu toàn bộ tàn sát sạch sẽ à, cảm nhận được đến từ liễu bắc uy thế mồ hôi lạnh chảy ròng bạch giáp địa lông ở lúng túng nuốt xuống một ngụm nước miếng lại nhìn mắt cái kia cách đó không xa phản phất chết nhanh tráng hán mới hướng về liễu bắc chăm chú giải thích cái kia ma hùng đấu la tuy rằng không giữ mồm giữ miệng. Nhưng hắn nói tới cũng không phải không có đạo lý. Hả? Liễu bắt châu mày. Liếc mắt nhìn hắn. Lão đảo một hồi. Mới vội vàng lại mở miệng. Tuy rằng hắn không giữ mồm giữ miệng. Nhưng võ hồn điện phát triển quan trọng. Ta nghĩ coi như lấy liễu đại nhân mà nói. Cũng không thể chuyện gì đều cần liễu đại nhân bận biểu trước bận biểu sau chứ. Vì lẽ đó, vẫn là hy vọng Liễu đại nhân liền đem hắn cho rằng một con chó quên đi. Dù sao chân chạy còn cần cái giúp một tay không phải. Nghe Bạch Giáp Địa Long, Liễu bắt nơi nào không rõ ràng ý của hắn. Thế nhưng nếu như không cho cái kia ma hùng đấu la một hạ mã uy, như vậy không bao lâu nữa, tuyệt đối còn có thể xuất hiện cái kế tiếp ma hùng đấu la, thậm chí nhiều hơn cái ma hùng đấu la. Ở thu hồi hiên viên kiếm, Liễu Bắc mới hướng về Bạch Giáp Địa Long nụ cười mở miệng. Ngươi nói có đạo lý. Nếu không thể giết, như vậy cứ như vậy. Ngươi đem Ma Hùng đấu la hai cái cánh tay đánh cho ta đoạn. Ta nghĩ, ngươi nên sẽ không cảm thấy làm khó dễ. Đúng không? A à này. Bạch Giáp Địa Long một mặt khiếp sợ nhìn Liễu Bắc. Dù sao hắn chỉ là muốn làm một hồi cùng chuyện lão. Kết quả cái nào nào ngờ này cùng chuyện lão mặc dù là trở thành thế nhưng là trả lại cho mình rước lấy một thân tinh này nhớ tới cái kia nâng lên cục đá ném chân của mình cũng không phải chính là cái này ý tứ có chút cưỡi hổ khó xuống bạch giáp địa long ở liễu bắt cái kia chăm chú vẻ mặt dưới không thể làm gì khác hơn là bước bước chân hướng về nằm trên đất ma hùng đấu la từng bước tới gần ngươi nói ngươi nhạ chọc cho ai không thật nhất định phải miệng nợ. Nhìn trên đất ma hùng đấu la. Bất đắc dĩ lắc đầu bạch giáp địa long Lập tức đang lúc mọi người nhìn kỹ. Hữu quyền nắm chặt, hướng về ma hùng đấu la hai cánh tay liên tục trùng oanh mà ra. Rõ ràng nghe thấy bộ xương gãy vỡ thanh. Cả kinh còn lại phong hào đấu la. Không khỏi là hoảng sợ đảm nhảy. Dù sao cái kia ma hùng đấu la. Không gần như chỉ ở võ hồn điện tư lịch rất sâu liền ngay cả thủ hạ hơn người cũng là mỗi cái dám đánh dám hợp lại có điều tuy rằng như vậy thế nhưng ở hai cung phụng liên tục vung quyền dưới bọn họ nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ma hùng đấu là phá thiên hoàng không có phản kháng hay là đối với hắn cái này luôn luôn tính cách táo bạo người mà nói bây giờ kết quả như thế này mới là tốt nhất kết cuộc vung quyền vung đến mồ hôi đầm địa bạch giáp địa long mới đang lúc mọi người chú ý dưới, hướng về liễu bắc bên kia tiếp tục đi tới. Lâu lâu rồi đem trên trán mồ hôi. Đi tới liễu bắc trước người. Bỏ ra hoa cúc tỏa ra giống như nụ cười. Liễu đại nhân, dựa theo ý của ngươi, đánh gãy ma hùng đấu la hai cái cánh tay, thuộc hạ đã làm được. Nhìn đến thỉnh công bạch giáp địa long Liễu Bắc cũng là tính chất tượng trưng gật gật đầu. Lập tức đang lúc mọi người nhìn kỹ vây quanh từ đường hạo bên kia giành được nữ nhân hướng về võ hồn điện phương hướng đi bạch giáp địa long châu mày một mặt bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là phân phó bắt đầu phần kết còn lại công tác trở lại võ hồn điện ông a ngân chạy về chính mình ở lại gian phòng bị gọi nữ hầu mới bắt đầu bắt tay hầu hạ a ngân tắm rửa thay y phục chúc mừng ký chủ thành công cướp đoạt a ngân thu được thưởng, hồn đấu la chiến lỗi một ngay ở liễu bắt dựa vào ở tường bên yên lặng nhìn kỹ đang bị tắm rửa a ngân lúc hệ thống âm thanh nhưng là truyền vào trong tai của hắn khẽ nhíu mày hắn hơi nghi hoặc một chút còn chưa kịp phản ứng một viên tương tự với lít màu đỏ gì đó cũng đã đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn nhìn này lít màu đỏ phía trên viết có hồn đấu la ba chữ vừa định chăm chú nhìn làm sao sử dụng hắn. Cách đó không xa nhưng là lại truyền tới thị vệ trưởng hô hoáng. Liễu đại nhân, điện chủ để thuộc hạ lại đây thông báo ngài một tiếng. Nói có chuyện quan trọng, cần cùng ngươi thương nghị, để ngài đi qua một chuyến. Bỉ bỉ đông gọi ta đi qua. Khẽ nhíu mày. Tiện tay đem biêu lít màu đỏ thu vào túi quần. Liền theo người thị vệ trưởng kia, hướng về bỉ bỉ đông chỗ ở chủ điện đi trong chủ điện ngoại trừ một ít phụ trách trấn điện cung phụng đương nhiên cũng có bị bỉ bỉ đông coi là phụ tá đắc lực cúc đấu la cùng độc đấu la liễu đại nhân đến theo một tiếng hét cao ánh mắt của mọi người cũng là đều chỉnh tề hướng về ngoài cửa nhìn tới nhìn cái kia không giận tự uy người đến vốn là lạnh lùng bỉ bỉ đông trên mặt cũng là hiện lên một vệt tự đáy lòng cười tiểu bắc ngươi trở về. Bỉ bỉ đông nhìn đứng ở giữa cung điện liễu bắc. Mặt lộ vẻ nụ cười nàng. Nếu như không phải là bởi vì nhân số đông đảo. E sợ nàng vẫn đúng là có thể sẽ cho liễu bắc một lần ông ấp. Ừ. Điện chủ tìm ta vì chuyện gì? Liễu bắc cao mày nhìn về phía bỉ bỉ đông. Nghe liễu bắc hồi phục. Bỉ bỉ đông cái kia vốn nên có nụ cười. Cũng là trong nháy mắt động lại ở trên mặt tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 7, ngươi còn muốn cưới ta sao? Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nhìn phản phất trở nên xa là liễu bắc. Bỉ bỉ đông cả người. Cũng là trong nháy mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Loại này ngũ vị hỗn tạp trần cảm giác. Để bỉ bỉ đông cảm thấy phi thường khó chịu. Tâm tình có chút mất mát nàng. Cũng là cúi đầu. Không muốn cúi đầu, vương miện sẽ đi ngay ở bỉ bỉ đông làm muốn cúi đầu trong nháy mắt một đạo thanh âm ôn nhu nhưng là truyền vào trong tay của nàng ở nàng thất thần chớp mắt nhìn trước mắt thanh niên không kìm lòng được nàng lúc này đứng dậy ông đối phương tuy rằng lấy bỉ bỉ đông hiện nay thân phận mà nói làm chuyện như vậy không phải là không thể thế nhưng ở như vậy nghiêm túc chủ điện làm những chuyện này. Vẫn là dù sao cũng hơi mất quy củ. Ho khang một cái. Điện chủ. Này còn mở sẽ đây. Một bên cúc đấu la hảo ý nhắc nhở. Phản ứng lại bị bỉ đông, trắng đối phương một chút. Mới hướng về liễu bắt chăm chú hỏi do Thất bảo lưu ly tông biết không? Thất bảo lưu ly tông. Đối với thất bảo lưu ly tông, Liễu bắt tự nhiên rõ ràng. Toàn bộ Đấu La đại lục có lẽ sẽ có rất nhiều là phụ giúp hệ võ hồn tồn tại. Thế nhưng muốn nói mạnh nhất phụ trợ hệ võ hồn, như vậy chỉ có cái kia Thất Bảo Lưu Ly tông cường thịnh nhất. Biết a, à, làm sao vậy? Cũng cần cùng nhau diệt sao? Bây giờ xem như là diệt mạnh mẽ tấn công hệ nổi danh hào Thiên tông. Nếu như lại diệt có mạnh nhất phụ trợ hệ Thất Bảo Lưu Ly, như vậy liễu bắt tin tưởng. Liền lấy hắn ở võ hồn điện uy vọng mà nói. Võ hồn điện. Tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ đấu la đại lục trên. Nhất là đỉnh thịnh tồn tại. À. Này ngược lại là không cần, dù sao cái kia thất bảo lưu ly tông. Nếu như đồng ý thuộc về chúng ta võ hồn điện. Đôi kia cho chúng ta võ hồn điện mà nói. Tuyệt đối là không thể làm gì khác hơn là không xấu. Bỉ bỉ đông nháy mắt nhìn Liễu Bắc. Có thể thấy, nàng đối với Liễu Bắc vẫn là tràn đầy tự tin. Dù sao thuyết phục thất bảo lưu ly tông chuyện như vậy. Ngoại trừ Liễu Bắc, còn giống như thật không có ai có thể so với hắn càng có sức thuyết phục. Ở Liễu Bắc cùng bỉ bỉ đông giao lưu thời điểm. Một tên phong hào đấu la. Cũng là hướng về hắn nịnh nọt mở miệng. Kha kha, điện chủ nói rất có lý lấy chúng ta liễu đại nhân uy vọng. Chỉ cần hướng về cái kia thất bảo lưu ly tông vừa đứng. Cái kia thất bảo lưu ly tông mọi người. Còn không đến đàng hoàng phục dịch. Loại này tân bốc giam ở liễu bắc trên đầu. Kỳ thực liễu bắc cũng không hài lòng. Dù sao hắn ngoại trừ cùng bị bỉ đông quan hệ tốt bên ngoài. Thật giống trong trí nhớ những người này. Cũng không có cái kia cùng hắn ở chung thật tốt không để ý đến tên kia nịnh đọc phong hào đấu la tên kia phong hào đấu la cũng là phi thường thức thời lúng túng lùi tới nơi khác bị bỉ, bỉ đông nở nụ cười xinh đẹp trở lại ghế giường ngồi xuống nhìn mọi người mới chăm chú mở miệng liên quan với lần này đi tới thất bảo lưu ly tông cúc đấu la hai cung phụng các ngươi liền cùng liễu bắt cùng đi tới khỏe không hay lắm có thể cùng liễu đại nhân cùng đi tới thuộc hạ phi thường tình nguyện. Cúc đấu la trước tiên đáp ứng. Để liễu bắt, cũng là dù sao cũng hơi ngạc nhiên. Ngay cả mặt khác một vị chuyên môn phụ trách trấn điện hai cung phụng. Giờ khác này nhưng là do dự không quyết định. Thân phận của hắn cao quý không nói. Ở võ hồn điện sức chiến đấu bên trong. Cũng là thuộc về thượng lưu trình độ. Bây giờ cũng bị phái đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đối với hắn vị này quen sống trong nhung lụi nhiều năm người mà nói. Vẫn đúng là trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Không có được hai cung phụng đích đáng là sẽ quay về phục. Nghi hoặc bị bỉ đông, cũng là đứng dậy. Hướng về hắn cao mày hỏi dò. Làm sao vậy tiền bối? Chẳng lẽ là không muốn đi sao? Nếu như không muốn đi, có thể cùng vãn bối nói, vãn bối có thể lại tuyển người nhìn bỉ bỉ đông cái kia chăm chú vẻ mặt. Hai cung phụng cũng là lúc này lúng túng ở tại chỗ. Dù sao cái cảm giác này, nhưng là tự như cùng bị gác ở lửa trên nướng địa tự như, để hắn cả người khó chịu. Ha ha, ta tin tưởng hai cung phụng khẳng định đi. Đúng không hai cung phụng? Liễu bắt cười nhìn về phía hai cung phụng. Ở trong mắt người khác. Hay là liễu bắt nụ cười là tràn đầy thiện lương? Thế nhưng ở hai cung phụng trong mắt cái kia nhưng là tràn đầy uy hiếp. Nhớ tới lúc trước thiên đạo lưu. Cái kia khi chết gián dấp nhưng là rõ ràng trước mắt. Mà liền ngay cả cái kia bị làm thành người công thiên tầm tật. Nhưng là còn bày ra ở chủ điện cửa, chưa lạnh thấu. Khắc. Liễu đại nhân nói đúng lắm, ta vậy có thể không đi. Ở võ hồn điện lâu như vậy, ta nằm mộng cũng muốn ra ngoài xem xem thế giới này, xì xì, bị bỉ đông che miệng mà cười cười là tốt như vậy xem nàng mặc dù là nở nụ cười thế nhưng hai cung phụng nhưng là trong đội tâm khóc đến cực kỳ thê thảm liễu bắt nhàn nhạt liếc mắt một cái hai cung phụng tuy rằng rõ ràng hắn là ở sự uy hiếp của chính mình như trên ý nhưng ít ra dù sao cũng hơn không muốn mạnh hơn quay đầu nhìn về phía bỉ bỉ đông một lát sau mới chăm chú hỏi dò vậy chúng ta lúc nào xuất phát đây dù sao chuyện như vậy chỉ sớm không dễ trì ừ ngày mai đi dù sao ngươi mới từ hạo thiên tông bên kia trở về đi thôi đi ta bên kia sư tỷ chuẩn bị cho ngươi rất nhiều ăn ngon bỉ bỉ đông cười nói liền đang lúc mọi người nhìn kỹ kéo liễu bắt cánh tay hướng về ngoài điện mà đi nhìn rời đi hai người ở trong chủ điện mọi người nhưng đều là ngũ vị hỗn tạp trần hai cung phụng khổ không thể tả. Yên lặng đứng lên tại chỗ, không có người nào đồng ý tiến lên an ủi. Theo bỉ bỉ đông rời đi liễu bắt. Đi tới một gian phòng sau. Nhìn trên bàn phong phú đồ ăn. Hai lòng hắn, cũng là không e dè đưa tay ông đối phương thon thả. Còn có người nhìn đây. Bỉ bỉ đông mặt lộ vẻ ửng đỏ. Ở trong điện. Nàng là cao cao tại thượng băng sơn mỹ nhân thế nhưng ở nhà. Nàng nhưng là ôn nhu săn sóc vợ hiền. Khắc, các ngươi đều đi xuống đi, hiện tại không cần các ngươi hầu hạ. Liễu bắt hướng về những thị nữ kia nói rằng. Những thị nữ kia mới mỗi cái có cười rời đi. Chỉ để lại hai người bọn họ. Liễu bắt tay. Cũng là bắt đầu không thành thật lên. Đúng rồi, ngươi dự định lúc nào cưới ta ta nhớ tới ngươi khi đó nói đẩy ngã thiên tầm tật lão sư thống trị ngươi liền cưới ta. ngươi còn muốn cưới ta sao? Bỉ bỉ đông đột nhiên hỏi dò. để liễu bắc có chút khó lòng phòng bị. nhìn bỉ bỉ đông, mặt lộ vẻ nụ cười liễu bắc, lập tức hướng về môi nàng nhẹ nhàng hôn rơi. cưới, đương nhiên muốn kết hôn. chỉ có điều bây giờ chúng ta mới vừa thống trị võ hồn điện. chờ sau này triệt để có thể khống chế thời điểm ta liền cưới ngươi sách thật giống lấy thực lực của ngươi những người kia cũng không dám nữa có ý tưởng khác chứ ta xem ngươi chính là đang tìm cớ không để ý tới ngươi bỉ bỉ đông đột nhiên phát ra tính khí tránh thoát liễu bắt ông ấp lập tức hướng về bên trong phòng phòng ngủ đi đến ngồi ở giường nhìn rời đi nữ nhân xinh đẹp hiểu ý nở nụ cười liễu bắt lập tức từ trong túi quần lấy ra có chiến lỗi biêu lít màu đỏ. Hướng về trong phòng đi tới. Nhìn thở phì phò bỉ bỉ đông. Yên lặng ngồi ở bên cạnh nàng. Hướng về nàng ôn nhu tiếng nói. Sư tỷ đừng nóng giận. Ta đưa cho ngươi như thế bảo bối làm sao? Sách, ngươi có thể có bảo bối gì, cho dù có, ta cũng không cần. Tuy rằng bỉ bỉ đông mặt lộ vẻ không thích. Nhưng nhìn thu được đến nàng đối với liễu bắt lễ vật, vẫn là dù sao cũng hơi chờ mong. Đem biêu lít màu đỏ đặt ở trong tay nàng. Nhìn viên này biêu lít màu đỏ, nghi hoặc bị bỉ, bỉ đông. Mới phải hướng về hắn cau mày mở miệng. Tiểu Bắc, tuy rằng sư tỷ yêu thích ngươi. Thế nhưng ngươi cũng không có thể tùy tiện nắm cái cầu lừa gạt ta a. À. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 8, đáng giá. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ha ha. Sư tỷ có chỗ không biết, này mặc dù coi như là cầu. Kỳ thực nó bên trong, nhưng là ẩn giấu đi một tên sức chiến đấu cao tới hồn đấu la cấp bậc chiến khôi. Cao tới hồn đấu la cấp bậc chiến khôi. Bỉ Bỉ Đông có chút không dám tin tưởng. Dù sao nhỏ như vậy một cầu, bên trong có thể ẩn giấu đi cùng mình thực lực tương đương tồn tại. Vẫn đúng là chính là có chút khó có thể tin tưởng được. Nhìn mặt lộ vẻ hoài nghi Bỉ Bỉ Đông từ trong tay nàng mang tới biêu lít màu đỏ. liền hướng về mặt đất nhẹ nhàng ném đi. Vội vã. Biêu lít màu đỏ lăn xuống đi địa. Tình cảnh một lần lúng túng. Có chút không nói gì bị bỉ đông, liếc mắt nhìn về phía liễu bắc. Liễu bắc mới chỉ thật giả vờ người không liên quan tự như đi tới viên này biêu lít màu đỏ bên cạnh. Đem biêu lít màu đỏ một lần nữa nhặt lên, nắm ở lòng bàn tay chăm chú quan sát khi hắn tỉ mỉ quan sát dưới. Billy màu đỏ một chỗ phương hướng. Nhưng là có một tương đối nhô ra đống nhỏ. Khi hắn thử ấn xuống. Chỉ nghe phù một tiếng. Một ánh hào quang, theo mở phân nửa Billy màu đỏ bắn nhanh đi ra ngoài. Thấy ánh sáng dần dần biến mất. Có chút ngạc nhiên bị bỉ đông. Cũng là bước nàng viên kia trơn trắng nõn chân dài. Đi tới liễu bắt bên người. Đây chính là chiến khôi ngươi xác định nó thật sự có hồn đấu la thực lực sao? Bỉ bỉ đông có chút ngổn ngang hỏi dò. Nhìn cái kia tướng mạo phổ thông chó loại động vật. Nàng cả người. Cũng là có một loại bị liễu bắt lừa dối cảm giác. Lúng túng không thôi liễu bắt. Cũng là không nghĩ tới này Billy màu đỏ bên trong dĩ nhiên sẽ nhảy ra như thế một ngoạn ý. Dù sao hắn cũng là lần thứ nhất thu được hệ thống thưởng. Nếu như trước đó biết tình cảnh sẽ như vậy lúng túng, như vậy chỉ sợ sẽ là có nhiều hơn nữa thật là tốt nơi. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở bỉ bỉ đông trước mặt khoe khoang. Khắc. Coi như là không có hồn đấu la thực lực. Vậy lưu làm sủng vật cũng thật không tệ không phải sao? Liễu bắt lộ ra lúng túng mà lại không thất lễ mạo nụ cười. Cái kia bỉ bỉ đông. Cũng là yêu thích làm khó dễ người nữ nhân. Khẽ mỉm cười nàng, tuy rằng rất tức giận nhưng vẫn là không có lựa chọn đem lửa giận rơi tại liễu bắc trên người. Ngồi chồm hổng trên mặt đất ông lấy cái kia tướng mạo phổ thông tiểu cẩu. Lộ ra vui tươi nụ cười bỉ bỉ đông. Hướng về liễu bắc nụ cười mở miệng. Tuy rằng rất bất ngờ, nhưng đây ít nhất là ngươi lần thứ nhất lễ vật tặng cho ta. Ta sẽ dùng tâm bảo quản. Gâu. Gâu. Cái kia màu lông vì là bạch tiểu cẩu. Cũng là phản phất muốn thay Liễu Bắc giải vây. Hướng về Bỉ Bỉ Đông gò má, không ngừng liếm. Đi thôi, đi sang một góc chơi. Liễu Bắc không nói gì từ Bỉ Bỉ Đông trong lòng ngực tiếp nhận tiểu cẩu. Liền ở Bỉ Bỉ Đông nhìn kỹ. Cái kia bị nàng coi làm lễ vật tiểu bạch cẩu. Đã bị Liễu Bắc vô tình tung ngoài cửa. À! Bên ngoài phát sinh kêu sợ hãi. Không để ý đến những kia bị tiểu cẩu đông niệm tay xem nữ hầu nhìn bỉ bỉ đông đang dùng đã bị ướt nước khăn mùi xoa lau chùi gò má. Hắn mới đi đến đối phương phía sau. Từ sau ông đối phương vòng eo. Cảm nhận được trong tay mềm mại. Ngửi trước mũi mùi thơm ngát. Nằm nhòi phía sau nàng liễu bắt. Mở miệng tiếng nói. Sư tỷ, ta đêm nay có thể không quay về ngủ ở sao? Ta nghĩ cùng ngươi ở cùng một chỗ, ngươi xem có thể không? Không thể, ở ta còn không có gã cho ngươi trước. Ngươi không nên nghĩ được thân thể của ta. Nói nữa, ta có thể cho ngươi tùy tiện đụng vào thân thể ta. Đã là rất nể mặt ngươi được không? Bỉ bỉ đông càng nói cuối cùng. Thanh âm càng nhỏ dường như con mũi thanh. Tuy rằng âm thanh rất nhỏ. Thế nhưng có thể có được bỉ bỉ đông những câu nói này. Liễu Bắc cũng đã phi thường hài lòng tuy rằng bây giờ còn không thể cùng bỉ bỉ đông phát triển đến cùng giường cùng gối thế nhưng liễu bắt tin tưởng không bao lâu nữa chờ võ hồn điện triệt để trở thành toàn bộ đấu la đại lục cường thịnh nhất tồn tại như vậy nàng cũng sẽ trở thành liễu bắt cái thứ nhất cô dâu ở bồi tiếp bỉ bỉ đông ăn cơm xong hắn mới đứng dậy hướng về chính mình ở lại gian phòng đạp bước mà đi bởi bỉ bỉ đông là cao quý võ hồn điện điện chủ cho nên nàng nguyên lai chỗ ở. Cũng là trở thành liễu bắc trụ sở. Có điều ngay cả như vậy. Liễu bắc cũng vẫn như cũ coi đem bỉ bỉ đông khuê phòng vì là tân phòng, vẫn chưa đi nằm quá một lần. Còn chưa đi tới chính mình trước cửa. Những kia đứng cửa nữ hầu. Cũng đã hoang mang hoảng loạn hướng về vị trí của hắn chạy tới. Nữ kia thì vẻ mặt căng thẳng. Liễu bắc. Mới phải câu mày hỏi dò làm sao vậy? Hảo đoan đoan, làm sao căng thẳng thành như vậy? Về liễu đại nhân, là như vậy. Ngài mang về tên kia nữ nhân, ở nàng sau khi tỉnh dậy liền chạy. Chạy. Liễu bắt có chút kinh ngạc. Thậm chí là không thể tin vào tai của mình. Hắn cũng không phải bởi vì nữ nhân chạy cảm thấy khiếp sợ. Mà là bởi vì. Nơi này là võ hồng điện. Như A Ngân như vậy nữ nhân xinh đẹp, nếu như rơi xuống một ít thực lực mạnh mẽ, mà tâm tính hèn mọn phong hào đấu la trong tay. Cái kia được, cũng sẽ là một lần cực kỳ tàn ác rất đúng chờ. Liễu Bắc không dám đi xuống dưới suy nghĩ. Dù sao An Ngân là Liễu Bắc mang về hầu hạ người đàn bà của chính mình. Chính mình vẫn không có nếm trải là cái gì mùi vị, liền để nhân phẩm hắn nếm. Chuyện như vậy, hắn Liễu Bắc không muốn nhìn thấy, cũng không nguyện tiếp thu liễu bắt phóng lên trời thần thức mạnh mẽ bắt đầu hướng về bốn phía tìm kiếm a ngân tâm tích khi hắn chăm chú quan sát dưới rốt cục ở một chỗ ngóc ngách tìm được hơi thở của nàng không có làm thêm do dự chấn động cánh tay vung lên nắm chặt hiên viên kiếm liền hướng a ngân thoát đi địa phương đuổi tới nhìn bốn phía xa là hoàn cảnh a ngân e sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị mang tới nơi này các ngươi không nên tới a à, ngân tức giận gầm thét lên người khác hay là không biết thế nhưng bản thân nàng vô cùng rõ ràng nàng là một có mười vạn năm hồn thú tồn tại này nếu như rơi xuống những người này trong tay nàng kia không chỉ có sẽ không nhìn thấy chính mình âu yếm chồng cũng sẽ mất đi giáng sinh không lâu hài lan nhìn này trên người mặc màu trắng sườn xám nữ nhân xinh đẹp trích gào dáng vẻ những kia vây chặt nàng võ hồn điện các cường giả một tên trong đó có phong hào đấu la thực lực trung niên cũng là có chút hèn mọn liếm đầu lưỡi hướng về a ngân không ngừng đánh giá cha cha mười vạn năm hồn thú lâm ngân hoàng này nếu có thể trở thành ta võ hoàng vậy ta quỷ báo đấu la thực lực chẳng phải là lại có thể lại lên một tầng nữa có điều khi chiếm được nàng trước ta cần phải hảo hảo thưởng thức thưởng thức này tiểu mỹ nhân mùi vị. Cúc Ở quỷ báo đấu la vừa dứt lời. Bị xem xuất thân phân an ngân. Cũng là lại một lần nữa chuẩn bị lựa chọn phản kháng. Thế nhưng làm sao? Bây giờ nàng. Sớm đã là của mọi người vị phong hào đấu la vây công dưới khó có thể ra tay. Vết thương đầy rẫy nàng. Nếu như không phải dựa vào một tia niềm tin chống đỡ e sợ nàng vẫn đúng là sẽ lúc này lựa chọn tự mình kết thúc. Ôi chao! Ngươi làm cái gì? Nói cho ngươi biết, ngươi không nên nghĩ tự sát ta và ngươi nói. Coi như ngươi tự sát nói, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Dù sao tốt như vậy vóc người, cho dù là thừa dịp nhiệt. Lão tử cũng nhận. Ngươi! Đê tiện vô liêm sĩ! A ngân tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy dù sao quỷ kia báo đấu la mấy câu nói nhưng là thật sự đầy đủ để rất nhiều nữ nhân cảm thấy tuyệt vọng ngươi liền người chết cũng không muốn buông tha ta nghĩ ngươi cũng có thể không có cần thiết tiếp tục ở lại chúng ta võ hồn điện rồi là ai ngay ở quỷ báo đấu la một mặt đắc ý chuẩn bị đánh về phía an ngân thời điểm một đạo mịt mờ thanh âm của nhưng là tại đây đầu hẻm dần dần vang lên ở quỷ báo đấu la phát hiện không đúng thời điểm. Vừa muốn ngẩng đầu hắn. Chỉ thấy đến một cái từ trên trời giáng xuống bảo kiếm. Tùy theo vòng miệng của hắn trơn thuận mà rơi. Âm. Kinh khủng kiếm khí hướng về bốn phía lan tràn ra. Hắn và quỷ báo đấu la đứng chung một chỗ các cường giả. Cũng là ở mạnh mẽ xung kích năng lượng dưới. Hướng về bốn phía bay ra. Ở A Ngân nhìn năng lượng kéo tới thời điểm vừa muốn chuẩn bị ngăn cản nàng. Trước người, nhưng là bỗng nhiên xuất hiện một tên trên người mặc áo bào đen, màu tóc vì là bạc bóng lưng cao lớn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 9, Thiên sứ cùng ác ma. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nhìn trước người đột nhiên hàng không thanh niên. Cho dù A Ngân đã gả làm người thê. Thế nhưng tại đây loại bị bảo vệ trạng thái, Nàng vẫn là cảm thấy có chút nai và ngơ ngác. Có điều nhìn thấy thanh niên kia chuyển qua tới khuôn mặt, nàng vốn nên tâm tình kích động, cũng là dường như bị người tạt một chậu nước lạnh, làm cho nàng cảm thấy như vậy buồn cười. Quỷ báo đấu la bị giết rồi. Có người hét lên kinh ngạc. Dù sao Quỷ báo đấu la trước kia đứng yên địa phương, ngoại trừ một cái xuyên thẳng tiếng vào mặt đất bảo kiếm, nhưng là không hề có một chút quỷ báo đấu la đã từng xuất hiện dấu vết. đây đã là liễu bắt dết chết võ hồn điện thứ tư có phong hào đấu la thực lực cường giả. nhìn tên kia đứng nữ nhân xinh đẹp trước người thanh niên. bọn họ những này luôn luôn ngông cuồng trưởng lão. giờ khắc này đều là nhíu mày. nơi nào còn có phía trước cái kia một tia đắc sắc. không người nào dám tiếp tục tự ý hành động. đứng tại chỗ bọn họ chỉ được cứ như vậy yên lặng nhìn kỹ dù sao liễu bắt thật sự là quá mạnh mẽ chạm đích nhìn an ngân nhìn nàng cái kia cúi đầu không nói dáng dấp liễu bắt nhưng là đưa tay ông đối phương vòng eo trên mặt mang theo nụ cười hắn hướng về không hề bị lay động an ngân chăm chú mở miệng liên quan với đường hạo chuyện tình ta rất xin lỗi có điều ngươi yên tâm nếu có cơ hội tìm được hắn ta đồng ý đưa ngươi trở lại đưa ta trở lại a à, ngân ngẩng đầu nhìn liễu bắt nhìn trước người thanh niên tràn ngập ánh mặt trời khuôn mặt nàng là hy vọng dường nào mình có thể tín nhiệm đối phương nhưng sự thực nói cho nàng biết cũng không có thể nếu như không phải thanh niên trước mắt nàng cùng đường hạo thì sẽ không biến thành như bây giờ liên quan với đường hạo sống hay chết cũng là nàng mong nhớ nếu như không phải là bởi vì thanh niên trước mắt quá mức mạnh mẽ A ngân vẫn đúng là có thể sẽ ở lúc trước đường hạo bị đánh xuống vách núi trước lựa chọn hiến tế tự mình để đường hạo thu được tân sinh lực lượng cùng với đối kháng thế nhưng ở một lần nữa mắt thấy thanh niên trước mắt sức chiến đấu a ngân mới hiểu được thanh niên trước mắt chỉ sợ là đường hạo đời này đều không thể vượt qua núi cao đối mặt trầm mặt không nói a ngân cười nhạt liễu bắt lập tức duỗi ra hai tay đưa nàng ông ở trong lòng ngực. Lòng bàn tay truyền tới xúc cảm để liễu bắt cảm thấy điên cuồng. Dù sao A Ngân. Thật sự là thật đẹp. Nhìn bị liễu bắt mang đi A Ngân. Này thanh xuyên thẳng tiến vào mặt đất bên trong hiên viên bảo kiếm. Cũng là đang lúc mọi người nhìn kỹ dần dần biến mất. Này quỷ báo đấu la mặc dù thực lực không kịp liễu bắt. Thế nhưng sự háo sắc của hắn, nhưng là không chút nào so với liễu bắt kém A ha ha, thường cùng hắn nói phụ nữ đều là hòa thủy, sớm muộn chết ở tay nữ nhân bên trong chính là không nghe. Ôi! Bây giờ nói những này còn có cái gì ý nghĩa, sau đó con mắt đều đánh bóng một điểm, có liên quan với hắn liễu bắt chuyện tình. Vẫn là cần ở sớm chuẩn bị sẵn sàng mới có thể hành động A. À. Những này quanh năm trà trộn ở võ hồng điện các cường giả. Cũng rốt cục ở liễu bắt liên tiếp chém giết bốn tên cường đại phong hào đấu la lựa chọn thỏa hiệp dù sao ở sinh tử lựa chọn trước mặt. Thường thường đại đa số đều chỉ có thể lựa chọn sống sót. Bên trong gian phòng, bị liễu bắt tiện tay bỏ vào trên giường an ngân. Đang dùng trận mắt mạnh mẽ trừng mắt. Nhìn đứng ở trước người mình liễu bắt. A ngân nàng. Hy vọng giường nào mình có thể trở nên mạnh mẽ. Phản kháng liễu bắt cái này chật thật chật xấu gia hỏa. Giúp ta thoát ta ngày mai còn muốn đi một chuyến thất bảo lưu ly tông. Trước đó, ta cần phải hảo hảo hưởng thụ một hồi. Nghe liễu bắt, A à Ngân tức giận đến cả người run rẩy. Thế nhưng đang bị liễu bắt đưa tay nắm cầm. Một mặt cuộc cường nàng. Nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Liền muốn hướng về liễu bắt vung tới. Thế nhưng làm sao, liễu bắt như vậy thực lực tồn tại. Như thế nào có thể sẽ ở quả đấm của nàng dưới bị thương? đâm này. Sườn xám bị liễu bắt tiện tay xé nát. Nhìn này mỹ lệ thân thể. Khóe miệng độ công dương lên liễu bắt. Hướng về lại không phản kháng A Ngân, cuối người mà xuống. Sáng sớm hôm sau. Hướng về bên người A Ngân gọ má hôn khẽ một cái. Lập tức đứng dậy mặc vào một bộ màu trắng áo tơ trắng. Đi ra cửa ở ngoài. Đem nàng cho ta hầu hạ được, nếu là có một điểm sơ xuất, cẩn thận ta đem các ngươi đều ném vào trong sông nuôi cá. Phải. Nơm nớp lo sợ nữ hầu nơi nào có một điểm không vui dáng dấp. Ở liễu bắt đi không lâu sau. Các nàng mới vội vàng đi vào gian phòng, bắt đầu chăm chú hầu hạ đang đứng ở trong tuyệt vọng an ngân. Võ hồn điện trước. Nhìn đội ngũ chỉnh tề, bên người bị bỉ, bỉ đông, mới hướng về liễu bắt chăm chú nhắc nhở. Thất bảo lưu ly tông dù sao đặc thù có thể cùng bình giải quyết tốt nhất hòa bình giải quyết. Nếu là thật gặp phải chết kháng đến cùng, như vậy sẽ chết đi. Ừ, liễu bắc không có nhìn về phía bỉ bỉ đông? Hay là bởi vì tối hôm qua cùng A Ngân quan hệ? Để hắn có chút đối bỉ bỉ đông cảm thấy hổ thẹn. Nhìn đã sớm chờ đợi ở đây cút đấu la, hai cung phụng. Liễu bắc nhất tay vung lên. Xuất phát. Một tiếng lệnh uống. Mênh mông cùng cùng cường giả đội hình. Hướng về Thất Bảo Lưu Ly Tông vị trí khu vực đi. Ở Liễu Bắc ngẩng đầu nhìn hướng về rời đi đội ngũ. Eo của hắn. Nhưng là bị người từ sau ôm. Tiểu Bắc, sư tỷ chờ ngươi trở về, nhớ tới an toàn. Sư tỷ yên tâm, phóng tầm mắt toàn bộ Đấu La Đại Lục, có thể đối địch với ta cũng còn chưa từng sinh ra. Bỉ Bỉ Đông nghe Liễu Bắc. Nhìn rời đi Liễu Bắc. Cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Điện chủ thuộc hạ đã điều tra rõ. Quỷ báo đấu la quả thật bị liễu đại nhân giết chết. Có điều. Tuy nhiên làm sao? Nhìn thấy độc đấu la không hề nói tiếp. Lông mày nhíu chặt bị bỉ đông, hướng về hắn cau mày thanh hỏi. Có điều tên kia bị mấy vị trưởng lão vây chặt hồn thú nữ nhân. Hiện tại nên còn đang liễu đại nhân trong phòng. Nghe thấy độc đấu la hồi phục. Bỉ bỉ đông cảm xúc, cũng là trong nháy mắt trở nên mẫn cảm ở nàng cùng liễu bắt cộng đồng lúc tu luyện. Giáo viên của nàng, thiên tầm tật. Nhưng dù là như vậy một chút bắt đầu trở nên khiến người ta cảm thấy giận sôi. Nàng không hy vọng liễu bắt biến thành thứ hai thiên tầm tật. Dù sao là một người trở nên cường đại thời điểm. Mới phải người kia chân chính phát sinh thay đổi bắt đầu. Nhìn lông mày nhíu chặt bị bỉ đông. Bị coi là trong lòng nữ thần độc đấu la như thế nào khả năng trơ mắt nhìn chính mình âu yếm nữ thần khổ sở. Nếu như điện chủ làm khó dễ, thuộc hạ đồng ý vì là điện chủ giải quyết khó khăn. Quên đi, hắn chính đang vì tương lai của chúng ta nỗ lực. Nếu quả như thật vào lúc này giết người phụ nữ kia, chỉ sợ hắn sẽ ghi hận ta cả đời. Nói nữa, bổn cung chỉ cần bất tử, coi như hắn có nhiều hơn nửa nữ nhân thì có ích lợi gì. Minh Bạch Độc đấu la thật sâu liếc mắt nhìn bỉ bỉ đông. Hay là đây chính là chơi đùa từ nhỏ đến lớn ma lực. Cho nên mới để bỉ bỉ đông đối với liệu bắt bao dung tâm, đã phát triển đến so với toàn bộ đấu la đại lục còn muốn rộng đi. Thất bảo lưu ly tông. Cùng hạo thiên tông, lam điện bá vương long gia tộc đồng xưng đấu la đại lục thượng tam tông. Bởi thất bảo lưu ly tông được gọi là là có thêm đại lục mạnh nhất phụ trợ hệ khí võ hồn vì lẽ đó ở võ hồn điện thảo phạt mặt khác hai đại tông môn lúc mới đắc ý miễn cưỡng bảo tồn có điều ngay cả như vậy thân là thất bảo lưu ly tông đương đại tông chủ ninh phong trí đang nhìn cái kia giữa không trung hắc áp áp một mảnh các cường giả hắn nhưng là rơi vào trước nay chưa có ngột ngạt ninh phong trí là một gã hiểu được quá tinh xảo sinh hoạt tông chủ so với mặt khác hai đại tông môn tông chủ hắn xem ra hay là không giống như là một tên tông chủ, mà là một tên hợp lệ thương nhân. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 10, chém dết. Cốt đấu la. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Này võ hồn điện đúng là vẫn còn không có buông tha chúng ta thất bảo lưu ly tông. Ninh phong trí cảm khái vạn ngàn. Trong mấy ngày nay, Lam Điện bá vương long gia tộc diệt cùng với hạo thiên tông đụng phải đã kích nghiêm trọng. Hắn ninh phong trí. Ở mỗi khi nghe được thám tử báo lại, đều là bị dọa đến hoảng sợ đảm nhảy. Thất bảo lưu ly tông không giống với mặt khác hai đại tông môn. Không có hạo thiên tông như vậy cường đại công kích hệ phong hào đấu la. Cũng không có lam điện bá vương long gia tộc như vậy vì tôn nghiêm mà chết anh dũng. Ngoại trừ có được gọi là là đại lục mạnh nhất phụ trợ hệ khí võ hồn còn giống như thật không có cái gì mặt khác có thể lấy ra tay ngay ở ninh phong trí ảo tưởng thất bảo lưu ly tông liệu sẽ có kế mặt khác hai đại tông môn diệt thời điểm một tên trên người mặc bạch y màu tóc vì là bạch thanh niên hướng về ninh phong trí bên người đi qua châu mày hắn nhìn đến từ võ hồng điện các cường giả làm sao không phải ngủ vị hỗn tạp trần mà hắn ở thất bảo lưu ly tông thân phận cũng là là cao quý trưởng lão về phần hắn tên, nhưng là gọi là Trần Tâm. Mà hắn phong hào, nhưng là bị thế nhân xưng là là Kiếm Đấu La. Kiếm Đấu La, một tên có 97 cấp sức chiến đấu nhân vật khủng bố. Tuy rằng hắn bị thế nhân xưng là thiên hạ công kích đệ nhất. Nhưng là có hay không có thể hay không gánh vác cái tên này. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn rõ ràng nhất. Trần Tâm. Đối mặt những tên kia, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Ninh Phong trí cao mày, hướng về bên người áo bào trắng thanh niên cao mày hỏi do. Nếu như chỉ cần chỉ có cúc đấu la, 100% tự tin. Thế nhưng ta xem cái kia cúc đấu la bên người còn theo một ông già. Từ hơi thở của hắn phán đoán, chỉ sợ hắn chính là đến từ võ hồn điện hai cung phụng kim ngạc đấu la, nếu như ta toàn lực phấn khởi chiến đấu, hay là còn có thể lấy ngủ ngủ mở. Thế nhưng tên kia chưa bao giờ xuất hiện qua thanh niên hắn dĩ nhiên sẽ có 99 cấp. Đây là ta chưa từng gặp, cũng chưa từng nghĩ tới. Trần tâm trợn tròn đôi mắt. Có thể thấy, tâm tình của hắn. Đúng là đã nằm ở căng thẳng trạng thái. Nghe trần tâm. Ninh phong trí, làm sao không phải là tràn đầy bất đắc dĩ. Cái kia 99 cấp gia hỏa, phải là giết thiên đạo lưu cùng thiên tầm tật liễu bắt chứ tuy rằng hắn là đi đầu diệt mặt khác hai đại tông môn đắc tội khôi thủ phạm thế nhưng có thể giết thiên đạo lưu cùng thiên tầm tật cũng coi như là làm cho này đấu la đại lục trừ hại ngay ở ninh phong trí cùng trần tâm giao lưu thời điểm lại một đạo tuổi trẻ thanh âm của gia nhập vào người đến tướng mạo đường đường giữ lại trên trán lưu hải cũng là đem mắt trái che đậy trên người mặc màu nâu áo giáp hắn nét mặt biểu lộ nụ cười cũng là tràn đầy tự tin. Đại nhân, hiện tại ra tới cái kia gọi là cổ dông, cùng ninh phong trí bên cạnh trần tâm, đồng xưng chi vì là là thất bảo lưu ly tông hai đại thủ hộ giả. Bởi vì tuổi còn trẻ là có thể tu luyện tới 95 cấp phong hào đấu la thực lực, vì lẽ đó tại đây đấu la đại lục, cũng là cả ngày xem thường cái này, xem thường cái kia. Nếu nếu như vậy, cúc đấu la, người đi thử một lần hắn, làm sao? Ta. Cúc đấu la hơi sững sờ, thậm chí là có chút không dám tin tưởng đây là liễu Bắc an bài. Tuy rằng thực lực của hắn cũng có 95 cấp sức chiến đấu. Thế nhưng thật sự muốn đánh đầu một trận chiến. Như vậy thắng còn chưa tính. Cần phải là thua, vậy hắn nhưng là đúng là không mặc mũi đi gặp bỉ bỉ đông. Quát con vô dụng. Cả ngày liền biết cùng độc đấu la lêu lỏng, thật gặp phải chuyện, còn không phải cần nhờ lão tử hai cung phụng nhìn vặn vẹo nhăn nhó nắm cúc đấu la tức giận đến không nhẹ. Cũng không chờ độc đấu la giải thích, cũng đã hướng về bị coi là thất bảo lưu ly tông trùng bên trong bên trong thất bảo lưu ly bảo bạo trùng mà đi. Nhìn bổ nhào mà đến kim ngạc đấu la, vừa muốn chuẩn bị nên một thời kỳ nào đó trở về sau đánh cổ dông. Nhưng là bị trần tâm đưa tay ngăn cản. Ngươi ở lại chỗ này bảo vệ tông chủ, ta đi chiến hắn. Trần tâm thở ra một ngụm trọc khí lập tức bạo phát chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo võ hồn thất sát kiếm. Hướng về bổ nhào mà đến kim ngạc đấu la đón đánh chạm vào nhau. Oanh! Hai vị đều là thực lực cường hãng đỉnh cao hệ đấu la. Tại đây loại chạm vào nhau dưới, sinh ra sóng năng lượng. Cũng là cực kỳ khủng bố. Liễu bắt khuôn mặt bình thản Thế nhưng bên kia ninh phong trí, nhưng là nhìn trần tâm mỗi một lần cùng kim ngạc đấu la chạm vào nhau đồng thời đều là cảm thấy hải hùng khiếp vía. Cổ dông hận đến thẳng cắn răng. Hắn đương nhiên không thể cứ như vậy ngồi xem mặt kệ. Không cho Ninh Phong trí lưu lại bất kỳ nói, liền hướng trần tâm giao chiến địa phương vọt tới. Nguyệt quan, ngươi còn dự định nhìn xuống sao? Phải biết, chúng ta võ hồn điện nhưng là sẽ không nuôi người không phận sự. Cúc đấu la hoa cúc căng thẳng. Nơi nào không rõ ràng này liễu bắt trong lời nói ý tứ của bất đắc dĩ, hướng về bổ nhào cổ dông nửa đường chặn dết. Bị người ngăn cản đường đi, tức giận không thôi cổ dông, lúc này hướng về cúc đấu la trích gào. Ngươi người này cúc cho ta a à? Chỉ bằng ngươi còn muốn để ta lăn Ăn cứt đi ngươi. Cúc đấu la không cho cổ dông bất cứ cơ hội nào, liên tục tiến công dưới, cũng là để cổ dông cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nhìn xong phương dồn dập lấy ra mạnh mẽ vỏ hồn dùng để chống lại. Liễu bắt, cũng là không có nhàn rỗi. Chỉ thấy hai tay hắn duỗi một cái. Ngay sau đó hai cái sức chiến đấu cực cường bảo khí, bị hắn nắm chặt trong tay. Rốt cục phải ra khỏi tay sao? Kim ngạc đấu la hưng phấn không thôi. Dù sao liễu bắt ra tay. Mới phải thay đổi chiến cuộc lớn nhất khuy áo. Bên kia cúc đấu la cũng cũng giống như thế, ác ý trào phúng cổ dông một câu lập tức dựa theo cùng liễu bắt trước đó nói cẩn thận hướng về một bên né tránh. Hoàn toàn nằm ở mộng bức trạng thái cổ dông nơi nào rõ ràng muốn phát sinh cái gì. Ngay ở trần tâm mới vừa hô lên để hắn né tránh thời điểm. Một cực kỳ to lớn bảo tháp. Nhưng là lấy mắt thường không cách nào bắt giữ trong nháy mắt, che lên cổ dông đỉnh đầu. Nhìn này đen thùi bảo tháp. Cổ dông cả người, cũng là bạo phát toàn bộ lực lượng muốn thoát đi nhưng mà nỗ lực cuối cùng cuối cùng không có kết quả. Trơ mắt nhìn cổ dông bị thu nhận tiến vào tòa kia cự tháp. Ninh Phong Trí nổi giận đùng đùng giơ tay đánh lan can. Tòa kia bảo tháp dần dần thu nhỏ, trở về đến liễu bắt lòng bàn tay nhẹ nhàng xoay tròn. Nhìn tòa này khéo léo linh lung kim tháp. Cúc đấu la, cũng là lần thứ hai lộ ra hoa cúc tỏa ra giống như nụ cười. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, dễ như ăn bánh liền đem cái kia cổ dông bắt giữ. Nhìn cúc đấu la nịnh nọc nụ cười. Liễu bắt mạnh mẽ trừng đối phương một chút. Hắn mới lúng túng đình chỉ. Bên kia trần tâm nhìn đồng bọn bị người bắt giữ, sát tâm càng tăng lên hắn, một chiêu kiếm bổ ra kim ngạc đấu la gợi tới công kích, liền muốn hướng về liễu bắt phóng đi. Nhìn vọt tới kiếm đấu la. Liễu bắt vẹn vẹn chân mày cau lại. Trong tay bảo kiếm chính là dường như có linh như vậy tùy theo kiếm đấu la thân thể gặp thoáng qua trần tâm ninh phong trí trợn to hai mắt nhìn này mạc phát sinh hối hận không ngớt hắn cũng là ngồi sổng ở trên đất ta tim kinh hoàng trần tâm run rẩy môi nhìn về phía mình cánh tay trái nhìn hướng về phía dưới nhanh chóng rơi cục tay trần tâm cả người cũng là dọa ở tại nơi đó hưu thương ta chúa kim ngạc đến cưỡi ngay ở trần tâm nằm ở khiếp sợ thời điểm đến từ kim ngạc đấu la tiếng gầm gừ cũng là tùy theo phía sau truyền đến ngay ở kim ngạc đấu la cầm trong tay hoàng đao sắp bổ về phía trần tâm sau não thời điểm một bóng người nhưng lại như là cùng quỷ mị thoáng hiện tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả